chào các bạn. Chắc giờ này các bạn đang chuẩn bị ngủ ha. Giờ này đang là 10 giờ rồi. Cuối năm nhậu đi các bạn ơi, đừng có ngủ nữa. À, giờ này mọi người đang ở quê rất là nhiều đúng không? À, và hôm nay là tụi mình ở đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người, có thêm một bạn nữ nữa là 8 người nữa. Tụi mình đặt là cái hội 8, hội 8 cuối năm ha. Nói cho vui thôi chứ tụi mình đang ở Long Hải, ở resort Lan Rừng. Chào bạn Lê Văn Tài. Vâng, và tụi mình đang cùng nhau uống rượu nho. Các bạn thấy uống rượu nho rồi cùng nhau tám. Nên là mới đặt là hội 8 cuối năm. Ok, các bạn sẽ hỏi bất kỳ câu hỏi gì, anh em ở hội 8 này sẽ trả lời hết cho các bạn. Bây giờ các bạn mà vâng, chào bạn Hạnh Eke. Hạnh Eke giờ này ngủ không được, lên livestream. Chào bạn Lê Bảo Trân. Thôi làm sao để biết một sản phẩm có kinh doanh bền vững hay không? Ok, có câu hỏi liền. Ok, rất là tuyệt vời. Thế thì bây giờ sẽ dành câu hỏi này cho bạn Hiển Trầm Mỹ đi. Ok, bây giờ ngồi đối diện chúng ta là bạn Hiển Trầm Mỹ. Bạn Hiển Trầm Mỹ sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn, là bạn nói là làm sao để chọn cái sản phẩm kinh doanh cuối năm gì đó. Ok. Về câu hỏi của bạn, mình xin phép trả lời, mình sẽ cùng Danh Mùi trả lời câu hỏi này. Và mình sẽ nói về vấn đề trước, khi mà chúng ta xác định kinh doanh một sản phẩm để nó bền vững hay không, thì chúng ta luôn đặt là câu hỏi cái sản phẩm này có trực tiếp mang lại lợi ích cho khách hàng hay không. Thì khi chúng ta trả lời được câu hỏi đó rồi, thì bạn có biết cái sản phẩm nó kinh doanh có bền vững hay không, những cái sản phẩm nào mà nó mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng về lâu về dài thì cái sản phẩm đó sẽ kinh doanh bền vững. Còn các cái bước tiếp theo thì mình xin nhường lại cho anh Mùi. Rất là tuyệt vời. Các bạn cho bạn Hiển chào bó tay rồi. Các bạn comment xuống, các bạn nói là anh Hiển cho Mỹ trả lời rất là tuyệt vời. Và bây giờ là đến phiên cái câu trả lời này bạn Mùi trả lời. Bạn mà nói là làm sao để chọn cái sản phẩm là để khởi nghiệp. Anh Hiển đã nói cái bước số 1 chưa? Rồi. Xong rồi. Nhanh thế hả? Đây là bạn Mùi. Mình giới thiệu cho bạn là đây là bạn Mùi. Trước màn hình của bạn là bạn Mùi, bạn Nguyễn Văn Mùi. Bạn là hiện tại là chủ sở hữu cái thẩm mỹ viện Remyland. Và bạn Mùi sẽ giúp cho chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Mình xin nhắc lại câu hỏi là cách chọn một cái sản phẩm kinh doanh mà có thể tạo ra sự bền vững không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình xin có được sáu cái câu trả lời cho cái câu hỏi của bạn, đúng không ạ? Thì cái câu hỏi số 1 đó, cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Nó không phải là của một cái tổ chức hay là của một chứng chỉ nào hết, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của mình á. Thì cái bước để mà chọn sản phẩm tốt đó, thì mình hướng đến cái bước đầu tiên mà mình quyết định có đi nghiên cứu bước số 2 hay không. Trong thời gian chờ Mùi ấy mà cũng đi thì nó cần phải vượt qua bước 1 đó là rồi, chúc mừng. Rồi. Như đây là hội 8 mà, nên là phải okay. Có nước vô mới 8 được. Rồi, xin phép các bạn. Mời các bạn. Thì cái bước số 1, thì để mà chúng ta kinh doanh bền vững thì chúng ta cần phải chọn một cái sản phẩm mà thực sự nó mang lợi ích cho khách hàng. Thứ nhất là mang lợi ích cho khách hàng, bạn comment xuống. Nó là mang lợi ích cho khách hàng. Bạn hãy comment xuống là comment mang lợi ích cho khách hàng. Có nghĩa là chúng ta tạo ra một sản phẩm, tạo ra một dịch vụ mà khách hàng dùng bạn dịch vụ comment đó. Comment xuống. Các bạn có thể comment xuống đó là chọn một cái sản phẩm dịch vụ mà nó mang lợi ích cho khách hàng. Khách hàng dùng cái đó, cái sản phẩm dịch vụ chúng ta mà cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà các bạn có được cái điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu quay qua 5 cái bước tiếp theo để chúng ta xác định được cái sản phẩm có nên kinh doanh hay không và nó có bền vững hay không. Rồi, nếu như cái sản phẩm của các bạn, cái chương trình tối nay rất là hay, bạn nhớ chia sẻ, bấm vào nút chia sẻ đến cho nhiều người, làm sao lên 200 người cùng xem livestream này nha các bạn nha. Ok, hiện tại thì trên livestream có 41 người xem. Đúng rồi, mình thấy nó cũng chưa nhiều lắm. Chưa nhiều, đúng rồi. Dừng lại bước số 2. Chưa nhiều lắm, cho nên tạm thời chia sẻ một bí quyết thôi. Các bạn hãy chia sẻ để làm sao cái con số của chúng ta nó vượt trên 150 người. Đúng rồi. Để cho tất cả chúng ta cùng biết được năm cái điều rất rất là quan trọng. Còn năm điều quan trọng nữa. Rất rất quan trọng.
Tại vì nếu như chúng ta không biết năm điều này thì chúng ta ra khởi nghiệp vô tình chúng ta sẽ làm trong bóng đêm á. Tức là chúng ta sẽ xây đi và sẽ được 50 người rồi, 53 người rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ vào các cái group đi. Tăng lên rất là nhanh rồi. Chúng ta hãy tăng cường chia sẻ ha để làm cho con số của chúng ta lên khoảng 150 thì chúng ta sẽ nói về năm cái bước. Thực sự năm cái bước này nó rất hữu ích cho chúng ta. Tại vì chúng ta sẽ không phải đập đi xây lại. Có nhiều bạn là chọn một cái sản phẩm xong và sau đó bắt tay làm. Nhưng mà 3 tháng, 5 tháng sau đúng rồi thì nó không có hiệu quả và nó không đi được. Tức là nó không thể đi xa được. Và các bạn không biết tại sao nó không đi. Trong khi các bạn nói rằng tôi rất là giỏi về marketing, tôi rất là giỏi về chiến lược, nhưng mà tại sao cái sản phẩm này nó vẫn không thể đi xa và nó không thể bền vững và nó không thể tạo được cái doanh thu đột phá. Thì đây là một cái điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải biết trước khi chúng ta khởi nghiệp. Nếu mà bạn vi phạm và các bạn không hiểu được năm cái điều này thì nó sẽ rất rất nguy hiểm. Rồi bấm vào nút chia sẻ đi. Bây giờ mình đang kiểm tra Facebook có được mấy lượt chia sẻ rồi nhỉ? Và mới có 50 người, trên dưới 50 người xem à. Ok, vậy thì bây giờ trong thời gian chờ bạn Mùi chia sẻ tiếp năm cái điều tiếp theo thì các bạn thấy cái người mà ngồi ngay trước màn hình bạn là có tên là Long Open. Em giới thiệu một chút xíu về em đi ạ. Chào các bạn, mình là Long Open. Hôm nay rất là vui trong một thời điểm cuối năm như thế này được đồng hành với thầy Duy, với em Mùi, anh Hiển, anh Bình trong một chuyến chung quản đến với Long Hải. Thật sự là ở đây toàn cao thủ không nên mà Long của mình cũng không dám nói nhiều. Chỉ chúc anh em, 500 anh em Facebook cuối năm thật là sức khỏe và bảo toàn năng lượng thật là tốt để năm mới chúng ta quyết chiến và chúng ta quyết thắng. Toàn thắng anh em nha. Rất là tuyệt vời. Ok, các bạn comment xuống, các bạn nói là chào Long Open. Chào Long Open, các bạn không comment nhớ, chúng ta hãy comment xuống. Ok, chúng ta ngồi không thì cũng không làm gì vâng. Trước mặt màn hình của các bạn là thấy một cái chàng trai rất là đẹp trai. Mặt có lẽ hình như là còn nặng ra sữa thì phải ha. Ok. Rồi, xin chào các bạn. Mình là Bình. Thì hiện tại mình cũng đang hỗ trợ rất là nhiều các bạn đang khởi nghiệp. Nhưng mà ngồi đây thì toàn là các thầy và các anh lớn. Thì những cái giá trị, những cái kinh nghiệm của các anh, các thầy thì rất là giá trị. Và phải nói là để có được cái buổi như này thì không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng để có cái buổi mà có thể là mà rất là nhiều người mà có kinh nghiệm và đang có những cái đang ở cái tầm cỡ rất là lớn để chia sẻ kinh nghiệm này cho các bạn đâu. Thì xin chào nha, các bạn chào mình đi ạ. Các bạn hai, các bạn chào Bình, chào Bình đi ạ. Vâng. Xin chào tất cả mọi người. Thì thầy đang quay mặt lại, đâm ra là mình không biết là đang có những ai để mình tương tác. Thì vẫn còn 5 cái bước nữa rất là giá trị của anh Mùi anh sẽ chia sẻ cho các bạn ấy. Thì mình cũng rất là mong muốn những cái giá trị này á có thể là có thể lan tỏa được đến nhiều người cùng một lúc. Thì cái này các bạn có thể là hãy lời khuyên cho anh Bình. Rồi xin chào Khiêm. Thì các bạn có thể là hãy giúp mình chia sẻ để lưu lại thôi, chia sẻ để các bạn có thể lưu lại những cái video này để có lúc nào các bạn rảnh rỗi các bạn có thể xem lại. Đó, thì để bạn cho anh Mùi chào Bình. Chia sẻ để cho anh Mùi có cái năng lượng để anh ấy sẽ chia sẻ hết mình. Hôm nay là các bạn sẽ tận dụng được rất là nhiều đấy. Nếu mà các bạn tương tác, các bạn làm cho thầy và các anh ở đây nói nhiều ra. Đúng rồi, rượu vào thì lời ra rồi. Đúng đấy, rồi. Rượu vào lời ra. Đấy. Vô cái lại ra ghê lắm. Nên các bạn biết khai thác lắm. Thì các bạn hãy tận dụng đi ạ. Những cái lúc này mà rượu vào là lý trí là nó thì các bạn sẽ tận dụng rất là nhiều, các bạn sẽ hỏi được rất là nhiều. Vâng. Chúc sức khỏe các bạn nhé. Bạn mình chia sẻ rất là tuyệt vời. Giải lập giờ lên 60 người rồi, rất là tuyệt vời. Kề bên bạn mình các bạn thấy có một cái cô hot girl live stream gần đây mà cứ live stream mà có hot girl là các bạn biết không? Tăng lên phụ môn luôn. Không biết cái gì tăng lên. Nhưng mà cái view cái view sẽ tăng lên phụ. Ok. Em giới thiệu cho mọi người biết. Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Trần, hiện mình đang là chủ spa Thanh Beauty và mình đang là tổng phân phối độc quyền toàn khu vực miền Nam, sản phẩm đông y trị nám Ngọc Tú. Thì hôm nay rất là vui khi được tham gia cùng thầy Duy, anh Mùi và tất cả anh chị ở đây và được học hỏi rất là nhiều điều hay. Những người anh đã đi trước có anh
anh Mùi là cùng nghề với mình và đang rất là mong chờ học hỏi từ anh Mùi. Các anh chị mà đang xem livestream này á, mình hãy chia sẻ đi, mình chia sẻ được đông đảo người xem á, thì các anh ở đây sẽ chia sẻ cho mình những điều rất là hay. Dạ rồi, em nói xong rồi thầy. Chào tạm biệt mọi người. Ok, các bạn chào bạn Thanh đi. Bạn chào bạn Thanh Trần đi. Ô chào bạn Trần Phong. Ok, đáng lẽ là cái chuyến này có em nữa Phong à. Nhưng mà tự nhiên em đi đâu mất tiêu không thấy. Bây giờ trước khi chia sẻ tiếp thì mình giới thiệu cho bạn sơ về cái resort này chút xíu ha. Ok. Mình đang nằm ở một cái resort nó rất là nổi tiếng ở Long Hải. Ok, các bạn thấy mà. Mình đang ngồi nhậu trong một cái phòng. Cái phòng theo phong cách rất là cổ điển châu Âu. Đây là cái căn phòng. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn view ra bên ngoài một chút xíu. Chương trình tiết mục còn rất là hấp dẫn. Tối hôm nay tụi mình là sẽ tám thâu đêm. Cái đây là cái không gian khu resort mọi người đang ở đây để relax, mừng đón xuân mới trong những ngày cuối năm này. Anh em ai cũng một năm làm việc rất là bận rộn rồi, nó là đang các bạn có nghe gió biển không ạ? Các bạn có nghe sóng biển không ạ? Bên ngoài kia chính là sóng biển, các bạn đang nghe rì rào đó chính là sóng biển. Chào bạn Thúc Vinh, chào tất cả các bạn. Và nguyên cái group của mình đến hơn 20 người lận. Các bạn kia đang ở group khác và cái group này là đang có này đang chúng ta cùng nhau ngồi nhậu ở đây, nhâm nhi cái ly rượu xuân thôi mà, cũng không có gì là lắm đâu. Các bạn nào vào mới thì các bạn nhớ comment xuống nhé, các bạn chào mọi người nhé, xong các bạn chia sẻ livestream này nhé. Và hôm nay thì ngồi ở cái cuộc tám chuyện hôm nay thì gồm có bạn Mùi, thẩm mỹ viện Dream Island, bạn Long Urban, công ty du lịch Long Urban, bạn Hiển Chợ Mỹ, doanh nghiệp Bilora, bạn Bình là người ta nói là đại ca thứ gì soái ca của các bạn khởi nghiệp, và bạn Thanh Trần là thẩm mỹ viện, bạn đang chủ có một cái thẩm mỹ viện. Và bây giờ quay lại cái câu chuyện năm điều hồi nãy bạn Mùi chia sẻ điều đầu tiên rồi. Các bạn có nhớ cái điều đầu tiên hồi nãy bạn Mùi chia sẻ đó là gì không ạ? Bây giờ bắt đầu là các bạn comment xuống đi, bạn Mùi sẽ chia sẻ cái điều thứ hai, cái điều thứ ba. Ok chưa? Các bạn comment xuống đi cái điều đầu tiên bạn Mùi chia sẻ là gì vậy? Và các bạn nào chưa chia sẻ livestream thì bạn nhớ các bạn chia sẻ, bấm vào cái nút trên Facebook á, bấm chia sẻ livestream về cho nhiều người đi ạ. Vâng, bây giờ bạn Mùi bắt đầu lại ạ. Các bạn bắt đầu ạ. Rồi ok. Rồi các bạn tiếp tục chia sẻ đi các bạn. Để cho con số của chúng ta có thể tăng lên 150. Trước khi có được 150 mình sẽ nhắc lại cái điều đầu tiên để chúng ta chọn một cái sản phẩm gọi là bền vững. Có nghĩa là chúng ta chọn một cái sản phẩm mà làm cho khách hàng có thể hạnh phúc khi dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Nó có giá trị, đó là cái điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải tính toán tới trước khi chúng ta nói về chiến lược kinh doanh. Rồi ok, để các bạn không chờ lâu thì mình sẽ chia sẻ tiếp một cái điều thứ hai. Một cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ trong cái quá trình chọn sản phẩm, đó là chúng ta nên chọn một cái sản phẩm mà nó đạt được cái bài toán số lượng lớn. Có nghĩa là các bạn hãy tìm một cái sản phẩm làm sao mà nó có thể phục vụ được cho số đông. Cái đó là cái ưu tiên số 2. Ở đây mình có thể nêu ra một cái ví dụ để các bạn có thể hình dung. Cái sản phẩm phục vụ cho số đông có nghĩa là gì? Tức là mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng chúng ta có thể phục vụ lên tới hàng triệu sản phẩm mỗi ngày, mỗi tháng. Tức là cái đó được gọi là số lượng lớn. Mình có thể ví dụ với các bạn một cái chai nước suối như thế này. Cái giá trị nó không có cao các bạn. Một chai nước suối này bán ra thị trường nó chỉ có khoảng 5.000 tới 7.000 thôi. Và cái mức lợi nhuận của một cái chai nước suối này hoàn chỉnh thì nó khoảng 1.500 tới 2.000 đồng. Có thể là 2.000 đồng thì chúng ta lấy ví dụ thôi ha. Ví dụ một chai nước suối này chỉ có 2.000 đồng. Nhưng mà một ngày họ phân phối được 1 triệu chai đi. Tức là mỗi một ngày họ tung ra thị trường được 1 triệu chai.
Thì bây giờ các bạn hãy lấy máy tính và đặt cho mình một phép tính, lấy 1 triệu chai và nhân cho 2.000 đồng thì nó ra doanh thu, ra cái lợi nhuận bao nhiêu các bạn? Lợi nhuận ha, mình đang nói về lợi nhuận. Doanh thu của chai nước suối này là 5.000 đồng là cái giá thấp nhất đó. Thì bây giờ các bạn lấy 5.000 đồng nhân cho 1 triệu chai nước suối thì doanh thu ngày hôm đó là bao nhiêu các bạn? À, các bạn có thể comment con số được không? Số được không ạ? Các bạn comment con số xuống. Các bạn nào đang xem thì các bạn comment, các bạn nào mới vào thì chào tất cả mọi người đi. Các bạn không chào, các bạn cũng không comment. À, thì tự nhiên cái live stream nó không có năng lượng và mọi người không có vui. Rồi bây giờ các bạn được bài học gì thì các bạn hãy lấy máy tính ra và bấm cho mình một con số là 1 triệu. 1 triệu chai nước suối và nhân cho cái giá bán ra là 5.000 đồng thì tức là doanh thu một ngày là bao nhiêu, các bạn có thể comment con số xuống được không ạ? 5 tỷ rất là tuyệt vời. Ok, các bạn đang ở khu vực vùng miền nào thì các bạn cũng comment mình là mình đang ở khu vực vùng miền nào. Rồi. Để cho mọi người biết. 1 triệu chai nước suối bán ra với giá 5.000 đồng thì sẽ có doanh thu là 5 tỷ. 5 tỷ. À, nếu như chúng ta cho rằng cái lợi nhuận được 2.000 đồng thì tức là một ngày doanh nghiệp này sẽ có lợi nhuận bao nhiêu các bạn? À, mức lợi nhuận là 2.000 đồng trên một chai thì cái doanh nghiệp này sẽ thu về cái mức lợi nhuận bao nhiêu một ngày các bạn? Các bạn comment xuống. Liên tục comment vào các bạn. Vâng. Lợi nhuận cho một chai nước suối là 2.000 đồng và nhân cho 1 triệu chai một ngày thì con số sẽ là bao nhiêu? À, các bạn hãy comment xuống các bạn. Comment xuống. Đó thì 1 triệu chai nhân cho 2.000 đồng có nghĩa là cái mức lợi nhuận của cái thương hiệu này thu về một ngày là 2 tỷ đồng tiền lợi nhuận. Thì 2 tỷ đồng theo các bạn đó là cao hay thấp các bạn? 2 tỷ đồng là cao hay thấp? À, cái cao hay thấp đây thì nó cũng phụ thuộc vào từng người, tùy vào cái mục tiêu và cái mong muốn của mọi người. À, nhưng mà đây là một cái ví dụ nho nhỏ thì chúng ta có thể thấy rằng một ngày mang về doanh thu cái lợi nhuận khoảng 2 tỷ thì là một cái sản phẩm không phải là bình thường. Đó là một cái ví dụ thôi. Và các bạn có thể thêm một cái ví dụ nữa, các bạn có thể quay về cuộc sống đời thường của mình. Các bạn quan sát những cái tiệm tạp hóa xung quanh nhà mình. Tất cả các cái ngóc ngách ngõ hẻm ở trong tất cả khu vực của mình nhỏ thì các bạn có thể phát hiện thấy có những cái công ty đang rất là âm thầm. Đó là những cái công ty mà bán bánh snack cho trẻ em á. Những cái công ty mà nó bán những cái bánh oxy, bán bánh snack ấy, nó chỉ khoảng 5.000 đồng một bịch thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, ở trong từng cái ngõ hẻm, trong từng một con phố, trong từng tiệm tạp hóa, và nó có cái hệ thống phủ khắp nơi trên Việt Nam, từng một cái ngõ như vậy. Các bạn thấy không? Các bạn comment xuống, các bạn thấy chia sẻ của Mùi rất là tuyệt vời. Để anh Mùi ảnh thấy rất là tuyệt vời, ảnh chia sẻ máu lửa lên các bạn ơi. Nếu các bạn thấy thì các bạn hãy tiếp tục đặt một phép tính tiếp theo. 1 triệu cái bịch bánh oxy thôi. Rồi. Mà nhân cho 5.000 đồng thì doanh thu nó cũng sẽ tương đương với một cái chai nước suối. Chúc mừng anh Mùi chia sẻ hay quá. Các bạn thấy chưa? Ở đây chia sẻ hay quá, còn các bạn phải comment xuống, các bạn thấy chia sẻ hay quá, các bạn phải nói chia sẻ hay. Rồi, tiếp tục. Rồi, các bạn thấy thế nào ạ? Đó, một cái sản phẩm là một cái bịch bánh snack chỉ có 5.000 đồng thôi. Nhưng mà khi mà họ tính toán nó đạt được cái số lượng, nó đạt được cái số lượng mỗi ngày thì nó sẽ trở thành một công ty mà có doanh thu 1 triệu đô. Đó thì cái tiêu chí thứ hai đó là chúng ta hãy ưu tiên chọn một sản phẩm có thể phục vụ được cho số đông. Thì theo các bạn, cái sản phẩm của bạn đã phục vụ được cho số đông chưa? Các bạn hãy comment xuống, các bạn đang phục vụ được cho một tháng cho bao nhiêu khách hàng, một tuần bao nhiêu khách hàng và một ngày bao nhiêu khách hàng? Hãy comment xuống để cho comment xuống. Vậy là vừa rồi là chia sẻ tới bí quyết số mấy rồi các bạn? Bạn nào mà comment sai là bị phạt nha. Rồi, bí quyết số 2, các bạn hãy comment xuống. Đó là bí quyết số 2, vâng, rất là tuyệt vời. Vậy thì trong thời gian chờ những cái bí quyết tiếp theo thì chúng ta cùng cụ ly một cái đi. Các bạn nếu bên kia các bạn không có cụ ly thì các bạn cũng lấy cái ly gì đó các lên, các bạn cùng một cái đi. Chúng ta cùng nhau cùng một cái đi. Và bạn nào lần đầu tiên biết tới cái Facebook của mình thì các bạn hãy kết bạn với mình. Inbox với mình. Vậy thì vừa rồi bạn Mùi nói tới cái bí quyết là gì? Sản phẩm phục vụ được cho số đông. Ví dụ như các bạn thấy vừa rồi mình ra quyển sách đúng không? Quyển sách vượt biển lớn. Các bạn thấy quyển sách vượt lớn của mình. Và mỗi quyển sách mình chỉ cần lãi 1 đô thôi. Mình ráng làm xong mình bán được 1 triệu quyển sách thì mình sẽ được 1 triệu đô rồi. Các bạn thấy nhu quyển sách thì phần nhiều là ai cũng đọc hết. Vậy thì các bạn thấy là nó tuyệt vời không ạ?
hoặc là các bạn thấy mực nè, các bạn thấy không? Mực ok chưa? Và hoặc là mọi người đang uống gì à? Uống chai chai rượu vang này, các bạn thấy chưa? Và tất cả các công ty rượu vang họ đều giàu. Họ đều giàu hết, bởi vì sao ạ? Bởi vì rất là nhiều người uống. Họ đang cố gắng họ phục vụ cho rất là nhiều người uống nên là họ sẽ rất là giàu có. Vậy là vừa rồi các bạn thấy bạn Mùi chia sẻ có giá trị không à? Nếu mà giá trị thì bạn comment xuống, bạn cái chia sẻ này quá giá trị. Rồi hãy nhắc lại, các bạn hãy comment và nhắc lại cái tiêu chí thứ hai để chọn một cái sản phẩm kinh doanh. Cái tiêu chí thứ hai là gì các bạn? Hãy comment xuống để mình thấy được các bạn. Ok, trong thời gian chờ đợi các bạn comment xuống thì mình cũng nhắc lại, đó là để chọn một cái sản phẩm kinh doanh bền vững, chúng ta hãy ưu tiên chọn cái tiêu chí đó là cái sản phẩm nó phục vụ được cho số đông. Đó là cái tiêu chí số 2 trong sản phẩm kinh doanh. Rồi hãy comment xuống các bạn, hãy comment xuống để đúng chúng rồi, ta lưu các lại. Các bạn comment xuống để các bạn nhớ. Càng comment xuống càng ghi, đừng cứ để trong cái đầu, đầu các bạn không nhớ được. Đúng rồi, rồi những người vào sau còn xem nữa. Rồi các bạn nào có câu hỏi hãy đặt câu hỏi cho cái, các bạn hãy đặt câu hỏi cho cái tiêu chí số 2 là bạn có thắc mắc gì về câu hỏi số 2. Bạn có thắc mắc gì về câu hỏi số 2 thì hãy đặt câu hỏi xuống, mình sẽ trả lời cái câu hỏi cái tiêu chí số 2 này. Bạn đặt đi, đặt câu hỏi đi. Ai đặt câu hỏi hay sẽ được thưởng một ly rượu nho. Bây giờ phỏng vấn một bạn hot girl đi. Ok, về cái rồi. Về cái tiêu chí số 2 tức là phục vụ cho số đông. Bạn có thể giới thiệu tên của mình không? Dạ em tên là Thanh. Bạn Thanh. Bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực gì? Dạ mỹ phẩm làm đẹp. Mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thì theo bạn thì cái ngành mỹ phẩm của bạn nó có phục vụ được cho số đông không? Dạ đối với sản phẩm mà em đang kinh doanh thì em thấy là nó đang phục vụ cho số đông. Phục vụ số đông. Và theo bạn thì cái ngành của bạn nó đã đạt được cái tiêu chí số 2 chưa? Được. Và bạn có cảm thấy rằng mình kinh doanh nó gặp cái thuận lợi hơn như cái dòng sản phẩm khác không? Em cũng thấy là nó thuận lợi hơn, tại vì em cũng có đặt tiêu chí đầu tiên á là sản phẩm nó thực sự hiệu quả và đem lại giá trị thực sự cho khách hàng. Đó là cái mỹ phẩm còn cái spa này. Dạ. Theo bạn cái ngành spa thì có nhiều khách hàng hay ít khách hàng? Cái ngành spa. Dạ nhiều. Nhiều khách hàng. Dạ. Nhưng mà thực trạng bạn có thể cho thấy cái thực trạng là trên thị trường là những cái spa có hướng về cái có spa nào theo cái tình hình chung nó có bị vướng về số lượng khách hàng hay không? Dạ có, theo em tìm hiểu trước khi em mở thì có rất là nhiều spa mở ra hoạt động được vài tháng thì bị thua lỗ, khách hàng đến thì kiểu như đến một loạt xong rồi lại đi rồi không quay lại, cho nên là cái tình trạng mà đóng cửa rất là nhiều. Theo bạn thì còn cái điều gì nữa mà nó đang bị giới hạn về khách hàng cho khách hàng spa của bạn? Theo em thì cái chất lượng của dịch vụ nó quan trọng lắm. Đối với bản thân em sau khi mà em tìm hiểu là em làm thì em nhận thấy được là cái chất lượng của cái dịch vụ thì nó đóng vai trò thiết yếu để mà cái spa mình có thể trụ được hay không, là em nghĩ là cái đó. Tại vì hiện tại thì spa em thì em vẫn chưa chạy quảng cáo gì hết, em chỉ kéo khách từ trang đồ pha cá nhân em về thôi, nhưng mà hiện tại lúc nào nó cũng full giường, cũng nói chung là lượng khách cũng rất là ổn định. Ok, cảm ơn về cái câu hỏi. Dạ. Rất là tuyệt vời. Ok, okay. Để bổ sung cho cái cuộc phỏng vấn của bạn bạn Thanh ha. Mình xin bổ sung đầy đủ cho cái ngành này. Bạn Thanh có nêu ra cái vấn đề đó là do có thể là do nhiều đơn vị chưa marketing tốt này, chưa phục vụ khách hàng tốt và để mất tin tưởng khách hàng. Tuy nhiên mình bổ sung thêm một cái ý ở đây. Tức là phụ nữ làm đẹp thì rất đông, thị trường lớn không? Cực lớn. Nhưng mà ngành spa sẽ bị vướng. Tại vì nó dính đến cái location. Địa điểm location. Tức là bạn chỉ có một spa, tức là bạn bị location vướng. Là địa điểm các bạn. Bạn chỉ có vị trí mở cửa hàng các bạn. Khi mà vị trí bạn mở shop, bất cứ ai mà chỉ có một điểm kinh doanh thì tức là bạn đang bị giới hạn bởi location. Khách hàng ở Quảng Ngãi không thể nào vào trong Hồ Chí Minh để làm. Khách hàng ở dưới Cần Thơ thì rất khó để lên Hồ Chí Minh để làm. Thì cho nên cái thị trường nó cực lớn, nhưng mà cái ngành spa là bị vướng về cái địa điểm, cho nên sẽ không thể đi xa được nếu như không giải quyết được cái vấn đề địa điểm. Tức là trong cái ngành nó là lớn, nhưng mà thật sự đi sâu vào thì nó vẫn vướng, đó là location. Các bạn comment xuống
À, chúng ta vừa nghe và chúng ta vừa comment các bạn. Thứ nhất á, là để các bạn nhớ. Cái thứ hai á, là để nhiều người vào để biết. À, mình thấy có vài bạn comment à. À, mình thấy có vài bạn comment, tại sao chúng ta không comment xuống các bạn ơi. Ok chưa? À, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm cái cách nào đó mà chúng ta chọn sản phẩm phục vụ được số lượng đông. À, và có những lĩnh vực chúng ta phục vụ được số lượng đông nhưng mà nó bị giới hạn bởi cái location, là cái địa điểm, cái nơi mà cái vị trí mà chúng ta mở cái cửa hàng đó. À, ví dụ như bạn mở quán phở, ai thì cũng ăn phở hết. À, tuy nhiên bạn mở ở một cái trục đường nào đó thì chỉ những người ở trên trục đường đó họ mới ăn được thôi, những trục đường khác họ không ăn được, ví dụ vậy. Ok rồi, các bạn comment xuống và các bạn thấy rằng là rồi, hãy comment chia sẻ rất là tuyệt vời. Thì để làm sao để giải quyết được vấn đề này các bạn. À, nếu như một trong những sản phẩm của chúng ta bị giới hạn bởi cái địa điểm, bởi cái location, thì chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cái cách nào? Không còn cách nào khác. Đó là cái nguồn lực chúng ta phải thật sự lớn. Đúng rồi. À, nếu mà chính xác. Nếu mà chúng ta thiếu giải quyết bài toán nguồn lực của doanh nghiệp. Cái nguồn lực của doanh nghiệp mà yếu thì chúng ta không thể giải quyết được cái bài toán số lượng lớn. Các bạn comment xuống. Nguồn lực của doanh nghiệp. À, nguồn lực của doanh nghiệp. Ok chưa? À, khi mà hiểu ra cái vấn đề đó thì bản thân mình cũng có một cái ngành nghề kinh doanh giống bạn Thanh. Bạn Thanh kinh doanh spa, bạn Thanh định vị là kinh doanh spa. Mình khác nhau một chút xíu về cái định vị, tức là mình định vị là thẩm mỹ viện, tức là nó cái thẩm mỹ viện tức là nó tới đó để điều trị chứ không phải tới để thư giãn. Spa thì nó mang cái tính thư giãn hơn. Còn của mình là tới đây để điều trị. Nói chung là giống như đi chữa bệnh nhiều hơn là đi phòng bệnh. Đó thì cái ngành của mình cũng giống cái ngành của bạn Thanh. Và mình cũng thấy được rằng mình bị vướng về cái địa điểm. Và để mà giải quyết được cái địa điểm đó thì như mình đã nói đó là cần phải có nguồn lực. Chính vì vậy thì mình bằng một cách mình phải giải quyết được cái bài toán về nguồn lực. Và mình sẽ phải nhân bản hệ thống của mình ra. Mỗi tỉnh, mỗi quận, tức là lên tới vài chục chi nhánh trong năm 2018, 2019, 2020 và thậm chí nó lên tới cả 50 chi nhánh, 100 chi nhánh thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán địa điểm, còn không thì nó tiếp tục giới hạn. Và đó là lý do các bạn có thể thấy rất là nhiều người nghĩ rằng cái ngành này nó lớn nhưng mà thực sự lại không lớn, do các bạn chỉ có một tiệm mà thôi. Ok, các bạn thấy chia sẻ hay không ạ? Rất là chia sẻ. Có nhiều bạn hỏi rằng là làm sao để giải quyết cái nguồn lực đó. Ok. Vậy thì rất là nhiều người nói là chắc là do tại em không có tiền đúng không? Do tại em không có kinh nghiệm đó đúng không? Để giải quyết cái vấn đề về nguồn lực đó thì mình có một cái bộ giải pháp mà có thể phải chia sẻ trong một buổi sáng mới xong được. Cho nên hôm nay có thể sẽ tạo không thể nói sâu hơn được nữa, làm cách nào để có được cái nguồn lực tốt. Cái đó thì nó lại đi sâu vào một cái chủ đề khác. Nó đi sâu vào một cái chủ đề khác, nó liên quan tới cái vấn đề là sử dụng đòn bẩy. Đúng rồi. Đòn bẩy đây là có nghĩa là đòn bẩy về tài chính, đòn bẩy về nhân sự, đòn bẩy về công nghệ, đòn bẩy về marketing, thì cái đó sẽ phải nói thêm ở trong cái buổi khác. Đúng rồi. Hy vọng rằng sẽ có dịp để chia sẻ cho các bạn ở trong một cái chủ đề khác để giải quyết câu hỏi sâu hơn, đó là làm thế nào để chúng ta có nguồn lực triển khai nó. Nhưng mà cái nguồn lực mà ai cũng đang có đó là nguồn lực cái gì các bạn biết không? Đó là nguồn lực về trí tuệ. Cái nguồn lực mà tất cả ai đều có, các bạn đừng có nói rằng là các bạn không có nguồn lực. Ok. Mà ai cũng có, đó là nguồn lực về trí tuệ. Và thế là có nhiều người lại nói rằng là em không học cao. Vậy là các bạn phải phân biệt được trí tuệ và tri thức. Phải phân biệt được hai này. Thì chúng ta trí tuệ thì ai cũng có hết. Trí thức thì có người có người không. Người nào tốt nghiệp đại học thì người đó cứ xem là người đó là có trí thức đi, học nhiều đi. Nhưng mà trí tuệ thì ai cũng có. Người có trí thức chưa chắc đã có trí tuệ. Các bạn nhớ, trí tuệ nó không phụ thuộc vào cái khả năng tuổi tác đâu. Người tuổi nhỏ trí tuệ họ cũng rất là tuyệt vời. Có thể là người có rất nhiều kinh nghiệm trí tuệ họ cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà đầy những người họ có bằng cấp rất là nhiều nhưng mà họ chỉ có trí thức thôi. Họ chưa chắc họ đã có trí tuệ. Và cái nguồn lực mà các bạn phải có là các bạn phải biết cách để khai thác cái trí tuệ của mình. Và khi các bạn biết cách khai thác trí tuệ của mình thì tất cả các cái nguồn lực khác nó sẽ xuất hiện. Mình muốn chia sẻ với bạn thêm cái yếu tố cho đó. Và vừa rồi các bạn nào thấy những cái chia sẻ này rất là tuyệt vời thì các bạn phải comment xuống và các bạn nói rất là tuyệt vời.
và chia sẻ cái đoạn này, livestream này đến cho nhiều người. Và buổi tối hôm nay các bạn phải thức đến 12 giờ đêm buổi tối hôm nay để các bạn xem cái đoạn livestream này. Các bạn cứ cam kết là các bạn thức đến 12 giờ đêm mà ghi xuống, thức đến 12 giờ đêm ghi vô. À, và bây giờ mọi người đang cùng ly một cái. À ok chưa? Mọi người đang cùng ly một cái. Chúng ta phải thức đến 12 giờ đêm và như thế nào để khai thác nguồn lực về trí tuệ. Sáng mai các bạn sẽ xem bài viết của mình trên Facebook, mình sẽ nói về cái cách nào để khai thác về nguồn lực về trí tuệ. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục, bạn Mùi đã chia sẻ đến gì à? Đến cái bài học số 2 rồi. Bây giờ bạn Mùi chia sẻ tiếp bài học số 3 nhé. Rồi ok. Rồi ok. Bây giờ bạn Mùi sẽ chia sẻ bài học số 3 và các bạn ghi xuống, các bạn nói những chia sẻ này rất là tuyệt vời. Bao nhiêu bạn sẵn sàng để bước vào cái bài học số 3 trong ghi vào sẵn sàng, sàng đi. Hãy ghi sẵn sàng. Sẵn sàng đi. Nào. Các bạn hãy comment sẵn sàng. Sẵn sàng. Đúng rồi. Comment sẵn sàng vào. Hãy comment sẵn sàng. Ok. Chưa thấy cái các bạn comment sẵn sàng, các bạn hãy comment sẵn sàng để mình bắt đầu chia sẻ một cái bí quyết số 3. Đúng rồi. Các bạn ghi sẵn sàng vào. Bảo số 3 sẵn sàng. Ghi một chữ sẵn sàng, người ta không thấy các bạn ghi nhiều chữ sẵn sàng vào. Còn các bạn mà không kịp ghi sẵn sàng thì các bạn ngồi các bạn hô la, nó là sẵn sàng, bạn hô làm sông bự mà mình và Mùi đang ngồi ở dưới Long Hải cũng nghe luôn nhé. Ok, hô bự lên để mình nghe. Ok. Nãy mình có thấy các bạn đặt một câu hỏi, đó là cái ngành bất động sản thì có thể giúp chúng ta bền vững được hay không? Đúng rồi. Trong cái có một bạn cái tin nhắn bạn Phú bạn mình nhớ á. Mình nhớ bạn Phú. Có đặt câu hỏi là cái ngành bất động sản thì có thể kinh doanh được bền vững hay không? Rồi, cái tiêu chí số 3 ở đây mình muốn nhấn mạnh, đó là nếu như các bạn đã không chọn được một cái sản phẩm mà có số lượng lớn thì bắt buộc các bạn phải chọn một cái sản phẩm có giá trị cao. Giá trị rất là cao. Cụ thể đó là bất động sản hoặc xe hơi hoặc du thuyền, ví dụ vậy. Đó, hoặc là cái resort này, cái trang resort này. Tức là các bạn phải chọn một cái sản phẩm có giá trị thật cao. Ví dụ như cái ngành bất động sản, các bạn không thể một ngày bán được 5 căn, 10 căn. Một ngày các bạn cũng không thể bán được 50 căn hay 100 căn. Tức là không thể nào giải quyết được cái bài toán đó thì bắt buộc thì trong cái ngành bất động sản đó nó đã có một cái tiêu chí, đó là giá trị cao. Có thể là các bạn kinh doanh resort, kinh doanh villa, kinh doanh biệt thự, khi mà các bạn sell được một cái biệt thự có thể là nó lên tới bao nhiêu đô các bạn, bao nhiêu ngàn đô các bạn. Bao nhiêu bạn hiểu về bất động sản có thể ghi xuống comment xuống cho mình con số được không các bạn? Mình thì chưa kinh doanh bất động sản, các bạn có thể comment xuống mỗi một cái giao dịch bất động sản nó có cái mức lợi nhuận từ bao nhiêu các bạn, mức lợi nhuận không? 2-3% cụ thể nó là bao nhiêu các bạn? Có thể là 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu hay là 500 triệu cho một cái giao dịch bất động sản. Nếu như các bạn sell được một cái biệt thự mang về một cái lợi nhuận là 500 triệu, có dự án nào các bạn sell được 500 triệu các bạn? 500 triệu hay 300 triệu hay 200 triệu hay 100 triệu thì cái đó được gọi là cái sản phẩm dịch vụ có giá trị cao. Đó thì tại sao công ty bất động sản vẫn có thể đang sống được những cái sàn giao dịch bất động sản? Những cái bạn kinh doanh tự do về ngành bất động sản, có nhiều bạn không ra mở doanh nghiệp nhưng mà các bạn làm sale tự do về bất động sản thì các bạn vẫn sống được. Tại vì một tháng các bạn chỉ cần cố gắng chạy bán một căn hoặc hai căn thì các bạn vẫn có thể kiếm được 100-200 triệu hoặc là 50 triệu tùy theo vào cái dự án các bạn lớn hay nhỏ. Đó thì khi mà các bạn không có được số lượng thì bắt buộc các bạn phải tìm một cái sản phẩm có một cái giá trị cao, có một cái lợi nhuận cao, có một cái mức biên lợi nhuận cao. Thì hai cái yếu tố là số lượng lớn và giá trị cao là hai cái vô cùng quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Nếu như bạn không có cả hai cái đó thì bạn sẽ không thể giàu được. Mình chắc với bạn một điều như vậy. Nếu như cái sản phẩm của bạn ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra để tập trung vào sản phẩm của mình để các bạn tìm hiểu xem. Nếu như sản phẩm của mình không đạt tiêu chí số lượng lớn, cũng không đạt tiêu chí lợi nhuận cao, thì mình tin một điều rằng bạn có nỗ lực đến cỡ mấy nữa cũng không thể thành công được. Mình nói luôn là một cái ví dụ cho các bạn có thể thấy về một cái bài học mà chọn một cái sản phẩm mà không có hai cái điều này. Ví dụ như một cái cô bán nước đẩy một cái xe nước đầy ở trước cổng trường đại học,
Thì theo các bạn một ngày cái cô đó bán được nhiều nước không? Nhiều. Một cái xe đầy ở trước một cái cổng trường học. No. Thì một ngày có bán 30 ly, 30 ly. Khoảng 30 ly tới 50 ly. Đến 50 ly. Mắc hết cả ngày. Một ngày bán được 30 tới 50 chai nước thì đó là cái số lượng ít. Và cái giá trị lợi nhuận có cao không các bạn? Một chai nước là ra bao nhiêu các bạn? Cho rằng 50%. 50% của chai nước là bao nhiêu các bạn? 50% của chai nước này nó chỉ khoảng 3.000 đồng tới 4.000 đồng hết. Thì quy ra một cái điều rằng nếu như một cái cô bán nước ở trước cổng trường đại học một ngày bán 50 chai và mức lợi nhuận là 4.000 đồng thì được bao nhiêu các bạn? 200.000 một ngày, tức là đủ kiếm cơm. Đó, cho nên đó là một cái ví dụ để chúng ta hãy tập trung vào sản phẩm dịch vụ của chúng ta xem nó có được hai cái yếu tố đó chưa. Nếu chưa thì bây giờ, ngay bây giờ bạn có thể đã quyết định được bạn có đi tiếp hay không. Nếu như không có hai điều đó thì nó sẽ rất nguy hại. Và bạn có giỏi đến cơm mấy thì vẫn ở cấp độ là kiếm cơm qua ngày. Nếu như một sản phẩm mà nó không đạt hai yếu tố mà mình mới chia sẻ thì nó sẽ dừng lại là kiếm cơm qua ngày, không gọi là business, không gọi là doanh nhân và cũng không gọi là kinh doanh được. Tại vì bạn có nỗ lực đến mấy đi nữa thì không thể giàu. Rồi các bạn hãy comment để mình thấy được không ạ? Các bạn comment vô. Các bạn thấy bài học này có hay không? Nếu hay, các bạn nào lần đầu tiên xem livestream này, lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn hãy các bạn với mình. Bấm vào nút các bạn của Facebook. Để lại comment ở dưới. Mình sẽ kết bạn với các bạn. À, giờ này đã lên 100 người xem rồi, rất là tuyệt vời. Các bạn đang nỗ lực rất là tuyệt vời. Ngọc Minh vô chào anh chị siêu nhân. Ở đây không có anh chị siêu nhân nào nha. Ở đây người ta có tên có tuổi đàng hoàng nha. Bạn này là bạn Mùi, bạn kia là Lâm O Bình. Rồi, bạn nữa là Hiển Trợ Mỹ nha. Thầy giao lưu nha, em chắc mấy chút xíu xuống đi. Rồi, ok. Nó, bạn này là bạn Đặng Ngọc, bạn Hùng Vinh. Sai. Bạn Đỗ. Bạn Bình và bạn này là bạn Thanh. À. Nghe nha, bạn Ngọc Minh. Không có ai là siêu nhân ở đây hết nha. À. Và vừa rồi bạn thấy là những cái chia sẻ của các bạn đã đi qua, đã làm được và doanh nghiệp của bạn hiện tại đang tạo ra doanh số mỗi năm là từ vài chục tỷ đô lên. Thì những cái điều các bạn chia sẻ rất là tuyệt vời. Và bạn Mùi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn nữa. Trước khi chia sẻ tiếp thì bây giờ các bạn ngồi, các bạn đúc kết lại những cái bài học đi. Các bạn đúc kết vào bài học. Và bây giờ là các bạn có cái câu hỏi nào cho bạn Long Open không ạ? Trước khi bạn Mùi chia sẻ tiếp thì các bạn có cái câu hỏi nào cho bạn Long Open không ạ? Long O Bình, có thể em giới thiệu một phút về lĩnh vực kinh doanh của em. Và các bạn có thể đặt câu hỏi cho bạn Long O Bình. Ok. Chào bạn Long O Bình. Chào các bạn. Lĩnh vực mà mình đang kinh doanh là lĩnh vực du lịch vận tải, chuyên cho thuê các dòng xe du lịch cũng như là xe sang như là limousine và BMW, Mercedes cho các doanh nhân đi hợp đồng và đi công tác. Đặc biệt là các doanh nhân từ nước ngoài vào thì người ta thuê xe này khá nhiều. Thì mình làm kinh doanh công việc này cũng được hơn 2 năm. Và cũng xuất phát từ bên Hải Duy thì được kết nối được rất nhiều anh chị. Và cho đến nay thì công ty đang có bước phát triển khá tốt. Rất là vui được giao lưu và chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì không biết các bạn nào quan tâm đến lĩnh vực này hoặc là có câu hỏi nào về kinh doanh anh em mình giao lưu không? Các bạn cứ đặt câu hỏi. Các bạn đặt câu hỏi cho bạn Long O Bình đi. Ở đây có cả thầy Duy, cả mình và anh Hiền Trường Mỹ. Thì chúng ta O Bình giao lưu với nhau. Trong thời gian chờ các bạn đặt câu hỏi cho Long O Bình thì các bạn đây là bạn Hiền Trường Mỹ. Và bạn Hiền Trường Mỹ có ít phút để giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của mình. Hồi nãy giờ các bạn chưa biết lĩnh vực kinh doanh của bạn nó là cái gì. Chào các bạn, mình xin giới thiệu các bạn, mình hiện tại kinh doanh 3 lĩnh vực. Lĩnh vực chính của mình vẫn là làm công nghệ. Công nghệ ở đây là mình sẽ tạo ra những cái phần mềm để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp phát triển kinh doanh online mà không cần IT. Đó lĩnh vực, và chính trên cái lĩnh vực đó mình mới sinh ra hai lĩnh vực khác. Mình đang lĩnh vực thứ hai là dược
dược phẩm và lần thứ hai là mỹ phẩm thảo dược. Thì hai lĩnh vực về dược mỹ phẩm thì mình kinh doanh được gần 3 năm, còn mỹ phẩm thì mình kinh doanh được gần 1 năm. Thì tất cả các lĩnh vực này đều kinh doanh trên cái hệ thống công nghệ của mình tương đối là tròn trịa và tốt, phát triển rất là đều đặn. Thì qua đây á, các bạn có thể mình có những câu hỏi gì về cái lĩnh vực của các bạn quan tâm thì mình với cái kinh nghiệm của mình có thể giải đáp thắc mắc cho bạn trong cái video này. Dạ, vâng, bạn. Rất là tuyệt vời. Có một bạn hỏi Long ở Bình rằng là trong vận tải thì cái chi phí gì là lớn nhất? Bạn Long ở Bình có thể trả lời cho nè. Dạ rồi, trước hết thì cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chào chị Ngọc Minh, chị bạn Thuận Dương, Long Nguyên, anh Hồng, anh Thiện. Các bạn có rất nhiều anh em đang theo dõi cái livestream này. Thì cái câu hỏi của bạn Phú Lê Nguyên là chi phí lớn nhất trong vận tải là gì? Thật sự là như thế này. Trong vận tải á, thì có hai dạng để khai thác vận tải. Cái thứ nhất là bạn mua sở hữu cái phương tiện về và bạn khai thác. Và cái thứ hai là chúng ta làm dịch vụ, chúng ta kết nối với các phương tiện vận tải có sẵn mà chúng ta khai thác, giống như Uber và Grab vậy. Thì Long Bình đang khai thác theo hình thức thứ hai. Là cái câu hỏi của bạn là chi phí nào lớn nhất thì chính là cái chi phí mà bạn đi theo cách thứ nhất, là chúng ta sở hữu luôn cái phương tiện và chúng ta cho thuê lại, thì nó sẽ cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn để chúng ta đầu tư phương tiện, chúng ta đầu tư nguồn lực nhân lực tài xế, chúng ta thường xuyên phải có những cái chi phí về bảo dưỡng phương tiện hàng tháng bạn nha. Đó. Thì trong xu thế phát triển này của thế giới á, thì người ta khai thác sâu vào các vấn đề về công nghệ cũng như là dịch vụ để làm sao khách có những chuyến đi tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và yên tâm hơn, chứ không nhất thiết phải là chủ phương tiện hay gì cả. Tại vì các bạn thấy là cái hãng xe lớn nhất hiện nay trên thế giới là Uber hoặc hay Grab, chúng ta thấy họ không hề sử dụng xe. Đây là một cái cách làm mà cũng khá là thú vị và mình rất quan tâm trong 2 năm nay đó. Thì bạn nào mà yêu thích ngành vận tải du lịch và mà muốn thử sức trong lĩnh vực này thì các bạn có thể tham khảo về một trong hai cách trên. Mình nhắc lại là cách thứ nhất là chúng ta sở hữu luôn, chúng ta có nguồn lực tài chính, chúng ta sở hữu luôn cái phương tiện để chúng ta khai thác, và cách thứ hai là chúng ta kết nối với các đầu mối vận chuyển để chúng ta khai thác. Vâng, xin cảm ơn. Các bạn thấy bạn Long Open chia sẻ rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình, các bạn comment xuống là bạn nói là Long Open rất là tuyệt vời. Và bạn nào mới vào xem thì các bạn cũng phải comment xuống, các bạn chào mọi người, chào mình và chúng ta cùng nhau kết nối. Ok, và bây giờ là bạn Bình, bạn Bình, bạn Đỗ Phú Bình, bạn Đỗ Phú Bình sẽ có cơ hội có một ít lời chia sẻ đến các bạn. Ok. Rồi, xin chào các bạn. Thì mình cũng giới thiệu cho những bạn vào sau, thì mình tên là Bình. Thì hiện tại mình cũng đang hỗ trợ rất là nhiều các bạn trẻ đang khởi nghiệp. Và hôm nay rất là may mắn, vinh dự được ngồi với lại thầy Duy, anh Mùi, anh Long và anh Hiển. Thì đang tập trung về cái 6 câu hỏi để cho các bạn chọn một cái sản phẩm để các bạn khởi nghiệp. Thì nãy giờ anh Mùi mới chia sẻ được 3 thôi. Thì còn 3 cái câu hỏi nữa rất là quan trọng, thì nãy giờ mình cũng ngồi và mình đang ghi chép đây. Mình cũng đang ngồi ghi chép lại những cái 6 bộ câu hỏi của anh Mùi. Thì ở đây mình thấy có gần 100 bạn đang xem. Thì bây giờ các bạn hãy xem, các bạn làm ơn giúp mình đi. Các bạn hãy chia sẻ 200 người. Các bạn hãy chia sẻ cái live stream này vào, mỗi người chia sẻ vào 3 nhóm nữa. Đó, ở đây gần 100 người là sẽ được 300 chia sẻ. Đấy. Thì cái này nãy giờ tôi cũng ngồi tôi xem live stream và tôi nhìn các bạn thì tôi thấy như các bạn tương tác rất là ít. Mà cái này trong kinh doanh ấy, nó gọi là năng lượng các bạn ơi. Mà năng lượng các bạn khi kinh doanh mà năng lượng của các bạn mà thấp như thế ấy, mà không cách của các bạn làm một việc và cách các bạn làm mọi việc. Cách các bạn xem live stream mà các bạn không có tương tác, không có hỏi, không đặt câu hỏi hay là không tương tác lại với lại người xem á, thì sau này các bạn ra ngoài kinh doanh các bạn cũng không kinh doanh được đâu. Nghe tôi khẳng định luôn á. Thì trong live stream này thì cái tương tác năng lượng nhất ấy là xe. Đấy, thì các bạn hãy thể hiện cái năng lượng của bạn đi, cái năng lực kinh doanh của bạn đi. Thì các bạn chia sẻ để cho anh Mùi, đây anh Mùi xuống rồi. Thì để cho anh Mùi anh nghe
chia sẻ tiếp ba câu hỏi mà tôi cũng đang ngồi ghi đây. Đấy. Thì bây giờ các bạn hãy comment xuống đây là anh Mùi ơi chia sẻ đi. Đấy, tôi cũng đang ngồi tôi đợi anh Mùi để anh Mùi chia sẻ cho tôi tiếp ba câu hỏi cuối. Tôi cũng đang chọn sản phẩm để kinh doanh khởi nghiệp. Mà các bạn biết rồi đấy, cái vấn đề chọn sản phẩm rất là quan trọng luôn. Khi các bạn chọn được sản phẩm á thì ok, các bạn đi đường sau này các con đường thành công rất là dễ dàng luôn và đơn giản luôn. Đấy, thì ở đây có đang bao nhiêu? 100 người, 96 người. Mọi người hãy comment đi là anh Mùi ơi chia sẻ đi. Tôi đang đợi nốt ba cái câu hỏi của anh Mùi đây. Được không? Đúng rồi, hay quá, anh Mùi ơi chia sẻ đi. Và các bạn hãy ngồi các bạn share luôn đi ạ. Các bạn share chia sẻ cái livestream này đi ạ. Đúng rồi, các bạn share đi. Chia sẻ livestream đi. Các bạn bấm cái nút các bạn chia sẻ đi. Đúng rồi, tôi thấy các bạn đang rất là năng lượng đấy. Mùi đang chia sẻ tiếp. Ok. Vâng. Ok, bây giờ các bạn quay lại anh Mùi và hồi nãy giờ anh Mùi đã chia sẻ đến cái bước số mấy rồi. Ok, anh Mùi đã chia sẻ đến bước số mấy rồi thì các bạn comment xuống bạn nói là anh Mùi chia sẻ đến bước số mấy rồi. Vâng. Mừng anh Mùi trở lại đây. Bây giờ chúng ta xin mời tất cả các bạn cùng ly cái cá đi, cùng ly cá đi. Vâng, chào bạn Nguyễn Thị Lê, chào bạn Phan Đăng Sinh, chào bạn Abi Trần. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Cái tiêu chí số 4 ở đây nó không quan trọng bằng ba cái tiêu chí đầu tiên. Tuy nhiên nó sẽ rất rất quan trọng nếu bạn, nó sẽ phù hợp với câu hỏi mà bạn đặt đó. Nó rất rất quan trọng nếu bạn muốn cái sản phẩm nó bền vững. Thì để một cái sản phẩm kinh doanh gọi là bền vững thì rất rất là quan trọng cái sản phẩm này. Các bạn chọn một cái sản phẩm dịch vụ mà ở đó khách hàng phải có khả năng tái tiêu dùng. Tức là các bạn phải tìm một cái sản phẩm kinh doanh làm sao mà để cho khách hàng dùng xong rồi sẽ dùng lại và dùng lại. Không phải là 1 tháng, 1 năm mà 5 năm, 10 năm càng tốt. Thì nếu mà bạn chọn được cái sản phẩm như vậy thì chắc chắn nó sẽ là bền vững rồi. Rất là nhiều người chọn một cái sản phẩm kinh doanh một lần, bán một lần duy nhất và sau đó thì không bán thêm được nữa. Thì cái đó chỉ là tốn công tốn sức. Tức là mang hết tất cả nguồn lực ra để xây công ty đó và cuối cùng để rồi bể. Tại vì cái lượng khách hàng nó không có đủ lớn để chúng ta có thể làm theo được cái kiểu mà bán một lần. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tìm một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ tái tiêu dùng. Một tháng khoảng 3 lần là tốt nhất, 2 lần cũng được. Tái sử dụng. Tái sử dụng nó rất quan trọng. Đó là do các bạn thấy mình thành công. Thì các bạn có thể thấy, nếu như sau này các bạn tương tác với mình, các bạn có thể thấy những cái dịch vụ, sản phẩm mình đang kinh doanh thì nó đều đạt cái số 1, số 2, số 3 và cả số 4. Đó là cái tái dùng. Mình cũng có cái ngành hàng mỹ phẩm. Mỹ phẩm khách hàng có tái dùng không anh chị? Các anh chị có thể comment xuống coi mỹ phẩm có tái dùng không anh chị? Mỹ phẩm có tái dùng không ạ? Rồi tiếp theo cái ngành trong thẩm mỹ của mình. Một cái người phụ nữ đi làm đẹp có phải là một lần không anh chị? Làm một lần có đẹp không? Theo các bạn thì một lần có đẹp không? Đẹp tí tí. Nếu như các bạn đã có thể là làm 3 tháng để có một cái vẻ đẹp tốt đây rồi, thì các bạn nghĩ rằng 3 tháng đó thì nó có còn mãi mãi đẹp như cái 3 tháng đâu? Theo các bạn thì một cái người phụ nữ mà theo đuổi cái việc làm đẹp tới 3 tháng rồi họ không làm nữa thì họ có tiếp tục đẹp không? Không thể đẹp được. Thì mình đã chọn một cái sản phẩm mà đánh vào cái, một cái sản phẩm dịch vụ mà đánh vào cái, đánh vào cái, tức là cái nhu cầu khách hàng. Đó là sau khi mà phụ nữ đã đam mê làm đẹp, đã thích làm đẹp rồi thì họ sẽ làm đẹp suốt cả cuộc đời của họ, chứ không phải là một tháng hay là một năm. Tại vì mình hiểu rằng, và mình đã giải thích cho phụ nữ biết đó, cái việc đi làm đẹp không phải là một lần. Thì cái việc này để mà mình mở rộng cái thị trường hoặc là training, có những cái sản phẩm mà khách hàng họ không có tái dùng thì chúng ta phải có khả năng training cho họ. Chúng ta phải có khả năng đào tạo cho họ để có khả năng họ tái dùng. Ví dụ như cái sản phẩm của mình là làm đẹp, nếu như mình không training họ, có thể họ cũng sẽ ngừng. Nhưng mình sẽ training như thế này. Có thể bây giờ cái vẻ đẹp của chị đã rất là đẹp rồi, tuy nhiên nếu như sau 3 tháng tới chị không chăm sóc thì nó sẽ bị héo. Nó đúng theo những cái cây ở ngoài công viên hoặc cái cây ở nhà của chị đó. Hiện tại nó đang rất là tốt vì nó được chăm sóc một cách rất là chu đáo, nó được tưới nước. Thì cây đó có tốt không anh chị? Cái cây đó hiện tại nó có tốt không? Chúng ta có thể thấy một cái cây nó đang rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta ngừng chăm sóc, ngừng tưới nước cho nó 5 tháng, 1 năm thì cây đó còn sống không anh chị? Cây đó cũng sẽ chết.
thì sắc đẹp cũng thế. Khi mà chúng ta có vẻ đẹp rồi, chúng ta cần phải bảo dưỡng, chúng ta cần phải bảo trì, chúng ta cần phải duy tu. Thì cái điều đó chính là cái điều mà mình training những khách hàng của mình. Có một cái thói quen, đó là sau khi đã đẹp rồi thì cần phải làm đẹp tiếp, làm đẹp tiếp. Đó là một cái chiến lược, một cái tư duy để mà mình đào tạo cho họ có khả năng quay tái dùng trở lại. Thì đó là cái số 4. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ bán một lần thì chúng ta chỉ đi tìm khách hàng mới, mà như các anh chị đã thấy, đi tìm khách hàng mới thì toàn là chi phí thôi. Đi tìm khách hàng mới không có lời, và thậm chí là lỗ. Chúng ta chỉ có lời khi mà cái người đó mua lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Đó là cái tiêu chí số 4. Các bạn thấy, bạn Mùi chia sẻ cái tiêu chí số 4 hay mà. Cái khái niệm vừa rồi mà bạn Mùi đang nói là một cái khái niệm người ta gọi là design marketing, design market. À, đây là một cái khái niệm nó rất là rộng. À, nói một chút xíu thì các bạn tạm thời nắm nó là như vậy. Nhưng mà đây là một cái khái niệm người ta gọi là design marketing. Nghĩa là chúng ta nói một cái khái niệm đơn giản hơn là chúng ta là educate thị trường, chúng ta dạy cho thị trường. Nhưng mà design marketing thì nó cao hơn cái vấn đề này rất là nhiều. À, thì có dịp thì mình sẽ chia sẻ bạn về cái khái niệm design marketing nhiều hơn. À, design các bạn thiết kế, design thiết kế lại cái thị trường đó. Ok, rất là tuyệt vời. À, và những cái chia sẻ vừa rồi rất là tuyệt vời, thì các bạn comment xuống và các bạn tuyệt vời. Và thỉnh thoảng thì mình thấy có những cái bạn comment anti. À, các bạn nào đó nói rằng là yêu cầu chia sẻ rồi gì đó. À, ok chưa? Vậy thì cái chuyện này nó rất là bình thường. À, bạn thích thì bạn xem, bạn không thích thì bạn thôi ha. Chứ không có gì bạn thấy bạn bực mình ha. Bạn bực mình hay không bạn bực mình thì mọi người vẫn cứ chia sẻ và mọi người vẫn cứ nói và mọi người vẫn cứ nhậu nha. Ok, chúng ta cùng nhau cộng ly đi ạ. Ok chưa? Rồi, các bạn rất là nhiều. Và giờ này các bạn đang chia sẻ đây là các bạn là những người rất là tuyệt vời rồi. Thì để nói ra được những cái điều này là đây là một cái sự trải nghiệm và đúc kết rất là nhiều. Nên là các bạn nào lần đầu tiên xem livestream này thì các bạn nhớ kết bạn với mình. Các bạn với mình thì đồng nghĩa các bạn cũng sẽ kết bạn với bạn Mùi này. Các bạn với bạn Long Open này, thì tất cả những người bạn này đều có ở trong Facebook mình. Các bạn với bạn Hiển nè, các bạn với bạn Binh nè, các bạn với bạn Thanh. À, nghĩa là chờ là các bạn vào Facebook của mình, các bạn sẽ có toàn bộ Facebook của tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta, bạn Mùi đã chia sẻ tới cái bài số mấy rồi các bạn ơi? Bài số mấy comment xuống. Ok chưa? Và bạn nào mới vô chưa chia sẻ Facebook thì hãy chia sẻ cái livestream này đi. À, các bạn hãy comment là bài số mấy rồi các bạn. Tới bài số mấy hãy comment xuống các bạn. Hãy comment xuống để mình sẽ đi tiếp một bài tiếp theo. Ok, bài số 4. Các bạn hãy comment là bài số 4. Ok, chúng ta đã chia sẻ xong cái tư duy số 4 để chọn sản phẩm kinh doanh mang lại cái giá trị bền vững cho chúng ta. Ngay bây giờ mình sẽ đi vào cái tiêu chí số 5 để chọn một cái sản phẩm kinh doanh bền vững. Đó là chúng ta hãy chọn một cái sản phẩm mà nó có một cái xu thế, hay còn gọi là cái trend. Cái trend này á, nó được tăng trưởng một cách đều đặn và tăng trưởng dần đều. Các bạn hình dung, tức là chúng ta chọn một cái ngành hàng, một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mà nó có khả năng tăng trưởng dần đều. Năm 2018 nó ở đây, 2019 lên đây, 2020 lên đây, 2021 lên đây. Tức là cái xu hướng tăng trưởng dần đều và mỗi ngày một tăng. Có thể trong một năm nó có biến động lên xuống giống như cái sóng mà các bạn coi trong cái chart đầu tư của Forex hay chứng khoán đó. Thì nó có thể nó xuống trong cái giữa năm nhưng mà nó lại lên trở lại. Tức là nó xuống và nó lên. Cái xuống ít lên nhiều, tức là một cái trend mà phát triển đều đặn đó, thì chúng ta hãy chọn một cái sản phẩm mà nó ở cái trend, có cái xu hướng phát triển đều đặn. Gần đây nhất chúng ta có thể thấy cái hot, cái không phát triển đều đặn đó là cái gì? Tức là phát triển nóng, phát triển hot. Gần đây chúng ta thấy nhất đó là gì? Hãy comment xuống. Đây các bạn thấy cái nào là phát triển nóng, tăng trưởng nóng? Tăng trưởng nóng, phát rất triển là nóng. Hot. Ví dụ như Bitcoin, phải không? Đó. Từ dưới 1.000 nhảy lên 20.000 đô. Đó, như thời Duy trà sữa nhà mẹ làm. Đi đâu cũng thấy nhà trà sữa nhà mẹ làm nghe bất mệt.
Như thầy Duy đã chia sẻ, Bitcoin hay là tất cả những cái gì mà nó ở một cái xu hướng hot. Và không lâu xa bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ, nhưng mà cái ví dụ này thì sợ ảnh hưởng tới một cái thương hiệu. Không, kể đừng có nói thương hiệu của người ta ra. Mình chỉ nói cái sản phẩm đó thôi. Ví dụ thôi. Tại vì bản chất cái câu chuyện này nó liên quan tới cái thương hiệu đó luôn. Mình sợ nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thương hiệu của họ. Cho nên mình chỉ nói mé thôi. Một cái thương hiệu A thôi. Chứ đừng có kể tên thương hiệu của ta ra. Giống như trà chanh chém gió trước đây, cái trà chanh chém gió thì nó gần giống thôi. Các bạn có thể thấy xu hướng trà chanh chém gió trước đây nó có hot không các bạn? Nó ra một cách rất là chóng mặt, nó rất là hot và cuối cùng nó cái bực. Và các bạn có thể thấy ở trên những cái tuyến đường của chúng ta có những cái tiệm thức ăn nhanh hay là thức ăn chơi gì đó mà trong cuộc đời các bạn chỉ ăn một lần và không bao giờ tới đó nữa. Và nó cách đây 2-3 năm về trước thì nó đã có được gọi là một cái trend rất là nóng. Và hầu như tất cả mọi người đều phải đến đó để thử. Khi mà cái trend đó nó phát triển hot lên thì hầu hết tất cả mọi người đến đó để thử ăn được một lần như thế nào. Nhưng mà hầu hết mình khảo sát mì cay. Mì cay. Mì cay Gucci. Có bạn Hồng Huyền học mì ra là đang kinh doanh mì cay Gucci. Nó có thể gọi là mì cay. Các bạn cách đây khoảng 2 năm về trước thì cái trend này nó rất hot và hầu hết tất cả chúng ta đều muốn tới đó một lần để thưởng thức coi cái mì cay nó là như thế nào. Tuy nhiên hầu hết chúng ta chỉ đi ăn một lần một và cái trend của nó lúc đó nó lên một cái cao trào rất cao và bây giờ rất cái bụp và bạn thấy được cái kết cục nó là sao. Đó là những cái ngành hàng mà nó có mang cái tính không ổn định, tức là nó phát triển nóng. Những cái đồng tiền điện tử thì gần đây nó tăng rất là nhanh. Thì khi mà mình đã nắm cái điều đó thì mình tức là thực sự mình đánh giá rất là cao về cái đồng tiền điện tử. Mình rất là ngưỡng mộ cái đồng tiền điện tử, tại vì nó khi mà mình kinh doanh, mình nhìn cái trong cái việc mà thanh toán bằng cái đồng tiền tử thì mình rất là ngưỡng mộ nó và mình quyết tâm là phải đi tìm hiểu về nó. Nhưng mình chưa kịp tìm hiểu thì nó đã lên một cái bùm ở trên trời. Thì mình nói là mình đi chậm. Và mình chưa hiểu về nó cho nên mình bây giờ nó lại té xuống lại. Tức là khi mà mình chưa hiểu về nó thì mình quyết định mình không tham gia thị trường coi. Và mình không hề tìm hiểu thêm từ lúc mà nó đi quá nóng. Mình nói khi mà nó nóng như vậy thì kiểu gì nó cũng rớt. Cho nên mình tức là mình vẫn đánh giá cao nó, nhưng mình sẽ coi tình hình thế nào và mình sẽ tiếp tục mình tham gia ở cái thời điểm mà mình cảm thấy phù hợp. Tại bây giờ nó đang quá nóng, mình không thể vào trong cái lúc nó hot như vậy được. Tại vì mình thấy tất cả sản phẩm khi mà nó hot rồi thì nó lên trên một cái đỉnh rồi thì nó rớt xuống đáy. Mà nó rớt rồi thì nó sẽ rất là thảm. Tuy nhiên về cái đồng tiền điện tử thì mình đánh giá cao về cái việc thanh toán quốc tế. Cho nên mình sẽ chờ nó như thế nào để mình tiếp tục nghiên cứu. Đó thì thông qua một vài cái câu chuyện về những cái sản phẩm đó thì các bạn đã thấy được rằng cái sản phẩm của chúng ta nó có bền vững hay chưa, cái sản phẩm của chúng ta nó là hot hay là nó có một cái trend dài. Thì tất cả những yếu tố này cái công ty của mình đều có hết các bạn. Cái sản phẩm mình đang kinh doanh, tại sao mình kinh doanh nó gặp thuận lợi thì từ cái chiến lược số 1, số 2, số 3, số 4 thì nó đều có hết. Tức là cái ngành của mình nó không có phát triển lắm. Cái ngành của mình là nó phát triển theo nhu cầu xã hội phát triển tăng tới đâu. Mức lương tăng thì như thế nào các bạn? Làm đẹp tăng, thu nhập tăng thì mức lương tăng, thu nhập tăng thì cái ngành của mình nó phát triển. Cứ GDP Việt Nam tăng thì mùi sẽ giàu lên một khúc. Cứ vậy nha các bạn ha. Rồi tiếp theo, cái nhận thức của con người phát triển thì cái ngành đó nó có phát triển không các bạn? Phát triển theo. Đó thì cái ngành của mình nó không có phát triển lắm. Mình cũng không chọn những cái sản phẩm mà nó hot, tại vì mình rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta chọn một cái sản phẩm hot như vậy, khi mà chúng ta tập trung đầu tư vào nó, chúng ta chưa kịp thu hồi vốn thì nó đã chết rồi. Và có rất là nhiều cái tiệm mì cay khi đầu tư đã chưa kịp thu hồi vốn thì nó đã chết. Và đó là lý do thì mình sẽ không tham gia vào cái sản phẩm gọi là hot. Đó thì đây là cái chia sẻ của mình thôi. Còn bạn nào đang kinh doanh hoặc là có ý định kinh doanh thì mình ở đây là chia sẻ. Các bạn cứ hoàn toàn, các bạn là người quyết định. Rồi ok. Rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy chia sẻ rất tuyệt vời không ạ? Rồi, cùng ly một cái đi. Cùng ly một cái. Nói nãy giờ khác nữa. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn đã có những cái nhìn rõ hơn về sản phẩm của mình.
thì các bạn comment xuống hồi nãy giờ các bạn học được những cái gì. À, ok, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Còn câu hỏi cuối cùng á, thì ai là người ra quyết định các bạn? À, không phải ai đó ra quyết định giùm cho mình, mà chính là ai à? Cái dở hơi nhất trên đời này là anh ơi, em chọn sản phẩm đó có được hay không? Thì mình hay hỏi lại là sao em không hỏi là anh ơi em chọn con nhỏ đó có được hay không? À, nếu mà bạn mình mà hỏi mình cái câu đó thì mình sẽ nói được liền, bởi vì mình chọn nhỏ đó cho mình chứ không phải là là cho bạn, ok chưa? Cuối cùng là bạn phải ra được cái quyết định là bạn chọn con nhỏ nào cho hành trình kinh doanh của mình, và bạn chăm sóc nó để cho nó lớn lên, để nó tạo ra một cái cây hoa trái sinh sôi nảy nở. Nó là chừng cuối cùng thì các bạn phải phát triển cái nội lực, sản phẩm tốt, chiến lược kinh doanh tốt, công cụ kinh doanh tốt, nó chỉ chiếm có 20% thôi. Nội lực, cái con người của bạn, cái phía bên trong con người của bạn, trí tuệ của bạn, nó chiếm 80%. Quyết định kinh doanh thành công của bạn nó là hãy luyện cái nội lực của mình. Hôm buổi tối hôm nay là cái buổi tối mà tụi mình cùng nhau ngồi tại resort Lan Rừng ở Long Hải để cùng nhau mừng ly rượu đầu xuân. Các bạn thấy đây là những ly rượu cạn rất là nhiều rượu rồi, và bạn Mùi đang chia sẻ đến cái bài học số 5 rồi. Và các bạn hãy chia sẻ những bài học này đến cho nhiều người. Bạn nào lần đầu tiên biết đến mình qua cái livestream này thì các bạn hãy gì à? Hãy gì các bạn ơi? Hãy kết bạn với mình. Và các bạn kết bạn với mình thì các bạn sẽ thấy được Facebook của bạn Mùi, và của bạn Long, của bạn Hiển, của bạn Bình và của bạn Thanh. Và bây giờ bạn Mùi sẽ chia sẻ bạn cái bài học số 6. Ok, các bạn comment vào bài học số 6. Ok, tất cả các bạn hãy comment xuống. Tôi sẵn sàng để đón nhận bài học số 6. Comment xuống đi các bạn ơi. Comment xuống. Rất là tuyệt vời. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng để bước qua bài học số 6? Hãy comment xuống để mình thấy được không? Tôi nhìn thấy bạn đang ngồi. Tôi đang thấy các bạn đang ngồi rồi. Mà không làm gì hết rồi đó. Hãy comment xuống đi các bạn. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng để bước vào cái bài học số 6 trong cái cách để chọn một cái sản phẩm kinh doanh bền vững? Ok, mình xin chia sẻ luôn cái bài số 6. Cái bài số 6 ở đây nó cũng liên quan tới đòn 7. Cái đòn 7 ở đây, một cái tư duy về đòn 7 thì mình dùng rất là nhiều đòn 7. Tuy nhiên ở đây thì mình chỉ dùng một thôi. Tại vì nếu mà mình nói hết thì nó sẽ hết một ngày về cái bài đòn 7. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ một cái đòn 7, đó là đòn 7 công nghệ trong marketing. Tức là các bạn hãy cố gắng chọn một cái sản phẩm kinh doanh mà có thể dùng được công nghệ, dùng được Facebook, dùng được Google để làm marketing. Thì khi mà các bạn ứng dụng được cái Facebook, Google thì các bạn sẽ gặp 1 triệu người hay 10 triệu người thì nó không có khó. Nếu như có những cái bạn mà kinh doanh những cái sản phẩm sẽ vướng, tức là các bạn có được tất cả những cái điều tốt nhưng mà cuối cùng các bạn không thể đưa công ty đi xa được, vì các bạn không thể dùng công nghệ để tiếp cận được số đông. Thì cái công ty của mình nó có cả 5 luôn các bạn, có cả 6. Cái số 6 đó là dùng công nghệ để marketing. Thì cái ngành của mình là cái ngành mà dùng công nghệ cho marketing vô cùng lớn. Và mình là người ứng dụng dùng cho cái công nghệ này một cách rất rất là mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình dừng lại cái mức độ để mà dùng cái đòn bẩy công nghệ để làm marketing. Đó là Facebook, đó là Google. Hiện tại chúng ta có thể thấy Facebook và Google là hai cái kênh, hai công cụ marketing mà chúng ta có thể tiếp cận được số lượng lớn nhất. Thì hai kênh đó mình ưu tiên hàng đầu. Thì ở cái cấp độ này thì có thể nó qua một cái giai đoạn khởi nghiệp một chút. Khi mà các bạn khởi nghiệp á, các bạn đang khởi nghiệp, bắt đầu khởi nghiệp thì các bạn chỉ dùng Facebook, cũng là Facebook cá nhân. Có thể các bạn sẽ nói là Facebook tao biết rồi, Google tao biết rồi, tất cả chúng ta đều biết rồi các bạn. Thì các bạn có thể thấy rằng cái bài này nó bình thường. Tại vì các bạn nói rằng Facebook tao vẫn dùng, tao vẫn biết. Nhưng mà mình sẽ nói ở hai cái level. Cái level là cái người bắt đầu khởi nghiệp và cái người đã phát triển, có thể là giống như mình chẳng hạn, ở cấp độ phát triển rồi. Thì ở đây những cái bạn khởi nghiệp á, thì hầu hết là dùng sức của mình để làm. Dùng sức có nghĩa là tự tạo ra tài khoản cá nhân, tự tạo ra group, tự tạo ra diễn đàn của riêng mình, và sau đó tự đi kết bạn, và các bạn chỉ có đăng những quảng cáo trên những cái
group cá nhân của mình. Và các bạn cái... comment vào, các bạn comment vào, ít comment quá. Các bạn thấy nãy giờ chia sẻ vào, các bạn comment vào. Chia sẻ nữa, bạn nào mới thì chia sẻ. Hãy chia sẻ để chúng ta có thể đọc lại cái bài viết này các bạn. Đó thì, những cái bạn khởi nghiệp thì hầu hết là dùng sức của mình để chiến đấu. Tức là các bạn có thể kể ngày kể đêm để tạo ra group, tạo ra diễn đàn, và các bạn có thể tương tác, các bạn có thể kết bạn và các bạn đi like, comment gì đó để các bạn tương tác với khách hàng. À, tuy nhiên, ở đó là cấp độ khởi nghiệp. Khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể kiếm đủ tiền để có thể trang trải và phát triển ở cấp độ thấp. Còn nếu mà các bạn sau khi mà đã bắt đầu ở cái giai đoạn phát triển thì các bạn phải tính đến cái việc bỏ tiền vào quảng cáo. Bây giờ mình sẽ nói rõ cho các bạn về cái tư duy này. Ví dụ như mình với bạn Long đang ngồi đây. Mình lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu ha. Ví dụ như bạn Long với mình cùng kinh doanh một cái sản phẩm, một cái sản phẩm A. Long cũng bán sản phẩm A, mình cũng bán sản phẩm A. Và trong quá trình triển khai, viết bài viết này, làm website này, thiết kế banner này, viết bài này, Long là người làm rất tốt, tốt hơn mình. Tức là mình không có thời gian nhiều và mình chỉ làm một cách qua loa, và không phải qua loa mà là không có cái năng lực của mình, cái năng lực triển khai mình không bằng của Long về cái triển khai. Đó thì cùng một cái sản phẩm như nhau thì Long viết ra một, tạo ra một chiến dịch rất tốt, nhưng mà Long chỉ có đăng lên trên Facebook cá nhân của mình này, đăng lên diễn đàn của mình này, đăng lên những cái group miễn phí này. Còn mình thì mình sẽ khác. Tức là cái bài viết của mình có thể không hay bằng bài viết của Long, nhưng mình sẽ ưu tiên dùng ngân sách marketing để quảng cáo cho cái bài viết này. Đó thì ví dụ như Long một ngày Long cày ra được khoảng 10.000 người xem cái bài viết này là phải đắm đuối rồi. Một ngày ra 10.000 không? Ví dụ như một ngày Long dùng sức của mình để đi gặp được 10.000 khách hàng là cái việc mà đã đắm đuối rồi. Tuy nhiên cũng cái bài tương tự như Long mà mình đã tạo ra thì bây giờ mình sẵn sàng bỏ vào 1.000 đô. 1.000 đô thì các bạn nghĩ rằng 1.000 đô nó sẽ tạo ra bao nhiêu người đọc bài viết các bạn? Bao nhiêu các bạn? Kết nối được khá nhiều. Tức là mình có thể ước chừng những cái chiến dịch của mình đã chạy. Nếu như mình chi ra 1.000 đô thì mình có thể gặp được khoảng, tức là cái, nếu như cái bài tương tác mình có thể gặp được 500.000 người, 500.000 người khách hàng tiềm năng. Đó thì các bạn thấy cái sự khác biệt đó là 500.000 người và Long là bao nhiêu? 10.000. Tức là Long dùng sức của mình, dùng sức của mình để đi các cái kênh, cái kênh gọi là kênh cá nhân, và được tiếp cận được 10.000 người. Còn mình cũng cái bài đó, mình đưa 1.000 đô vào, mình có 500.000 người. Thì các bạn so sánh hai cái traffic cái nào lớn? Đó thì 10.000 người và 500.000 người nó khác nhau các bạn, hoàn toàn khác nhau. Và chắc chắn cái đơn hàng của mình nó sẽ gấp khoảng 100 lần đơn hàng của Long. Đó thì có thể là Long ở giai đoạn khởi nghiệp, mình ở giai đoạn phát triển. Đó thì mình muốn nói về cái đòn bẩy công nghệ để dùng trong marketing, đó là chúng ta phải chọn được một cái sản phẩm mà có thể dùng được Facebook, Google để nó có thể mang cái sản phẩm của chúng ta giới thiệu cho nhiều người khác. Nếu mà chúng ta có một sản phẩm tốt mà chúng ta không giới thiệu được cho nhiều người thì cũng bằng không. Và cái bài học ở đây mình thấy rất nhiều bạn khởi nghiệp tạo ra những cái sản phẩm rất tốt, tạo ra những bài viết rất hay, nhưng mà cuối cùng các bạn không có viral nó, không có quảng cáo nó, các bạn chỉ chạy tự nhiên thì chắc chắn traffic của các bạn sẽ thấp hơn của mình. Đó thì mình muốn nhấn mạnh ở đây cái tư duy số 6, đó là chúng ta hãy dùng đòn bẩy công nghệ để làm marketing. Thì khi mà các bạn chọn một cái sản phẩm, các bạn có thể chọn một cái sản phẩm có thể dùng công nghệ được. Tại vì có những cái sản phẩm không quảng cáo được trên Facebook thì mở cửa cho nó thoáng. Có những cái sản phẩm các bạn không quảng cáo được trên Facebook thì nó sẽ vướng cho các bạn trong cái hành trình các bạn đi. Các bạn có thể comment xuống những cái sản phẩm mà vướng, có những cái sản phẩm mà không thể chạy được Facebook. Các bạn có thấy rằng trên thị trường có những sản phẩm không chạy được Facebook không? Ví dụ. Các bạn có thể ghi ra những cái ví dụ mà những cái sản phẩm không thể chạy được Facebook. Đây, sản phẩm này. Đó thì khi mà chúng ta chọn một cái sản phẩm không chạy được Facebook thì tức là chúng ta sẽ bị giới hạn ngay từ đó. Chúng ta có hay đến cơ mấy nữa, chứ sản phẩm có tốt đến cái bao nhiêu mà không có khách hàng biết thì cũng quên đi cái sự mà bền vững, quên đi cái sự phát triển. Thì năm cái yếu tố, sáu cái yếu tố này là sáu cái tiêu chí và sáu cái bài học vô cùng quan trọng để chúng ta quyết định chọn một cái sản phẩm ra kinh doanh. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Nếu như ví dụ như bạn vướng vào cái bài hai cái bài toán số 1, số 2 mà các bạn không có đi thì đó là cái việc xui cho các bạn. Tức là các bạn có cày đến cơ mấy, nỗ lực cơ mấy thì không thể đi xa được. Và đó là lý do có nhiều bạn chọn sai sản phẩm và cuối cùng cố gắng cày vẫn không thể phát triển được. Thì đó là 6 cái bài học mình đã chia sẻ xong. Chúc các bạn sẽ áp dụng được 6 cái bài học này một cách triệt để nhất. Xin cảm ơn các bạn. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái số 6 là các bạn phải qua được cái giai đoạn khởi nghiệp và tạo ra được cái dòng tiền. Còn nếu không mấy ông khởi nghiệp mà chưa vững mà mấy ông đập vào thì nó có một cái thứ hai, tức là để đập vào như bạn Mùa nói đó, là bạn phải nói chung bạn phải là người rất là giỏi về đọc những cái con số. Con số gì? Ví dụ là ở đâu ra khách hàng tiềm năng, rồi từ khách hàng tiềm năng thì nó phải là tỷ lệ chuyển đổi để mới ra được khách hàng. Rồi trong tỷ lệ chuyển đổi thì chúng ta phải gì? Cái giá bán trung bình các cái đơn hàng thì nó mới ra được doanh số thì chúng ta phải giỏi cái cách làm tỷ lệ gì, tỷ lệ tăng lợi nhuận thì cuối cùng chúng ta ra lợi nhuận. Chúng ta sẽ rất giỏi cái công thức gọi là người ta là five way, năm cái cách tạo ra lợi nhuận, thì chúng ta mới ứng dụng cái phương pháp mà đập tiền vào quảng cáo. Còn nếu các bạn mà không nắm rõ những cái phương thức này mà các bạn chỉ đập cứ nghĩ rằng, đừng cứ nghĩ đơn giản như vậy, nghĩ rằng đập là nó sẽ lên thì thế giới kinh doanh đâu còn gì để học nữa, đúng không các bạn ơi? Đó là lý do vì sao mà mọi người đã làm kinh doanh phải lăn ra họ học. Và để bạn Mùi chia sẻ được tới đây thì bạn cũng phải lăn ra. Bạn Mùi có thể chia sẻ là bạn đi học nhiều không ạ? Bạn đọc có nhiều không ạ? Về kinh doanh thì mình đã có một cái trải nghiệm là từ năm 2000 tới nay, có thể nói là 18 năm kinh doanh. Từ năm 2000 tới năm 2008 là mình kinh doanh thuần offline, không có gì một tí gì gọi là kinh doanh marketing online. Không có màu sắc luôn. Mình có thể vắn tắt cái câu hỏi của thầy Duy. Quá trình từ năm 2000 tới 2008, tất cả những cái kênh marketing của mình là truyền thống hết. Mình có thể vắn tắt giống như trước đây, cái thời bắt đầu khởi nghiệp thì mình còn phải in những cái tem nhãn, và mình in trên những cái tem đề can dán nhãn, và mình dán ở trên những cái gần cái chuông cửa của các nhà đó. Đó là cái kênh mà đi với dán tờ rơi. Tiếp theo, khi mà mình có thêm được cái thu nhập thì mình bắt đầu xuất hiện ở trên trang vàng. Nói về trang vàng thì những cái bạn nào mà cái kinh doanh ở cái thời kỳ từ năm 2000 đổ về trước đó, thì có thể biết cái trang vàng. Trang vàng tức là Zenobay. Zenobay là một cái trang mà danh bạ của tất cả doanh nghiệp trên đó. Tất cả vào cái thời điểm đó ở Hồ Chí Minh, hầu như tất cả mọi người dân thì đều, mỗi một nhà đều có một cuốn danh bạ đó, và họ kết nối với nhau ở trên cái danh bạ đó. Chứ chưa có cái marketing online, tức là hồi đó chưa ai dùng marketing online cả. Và trong marketing thì cái thời điểm mà mình chưa dùng marketing online thì mình đã biết dùng digital marketing. Digital marketing có cái là gì? Trong đó là SMS, tức là dùng tin nhắn và dùng fax. Tức là bây giờ mình nói cái máy fax hầu như các bạn còn không biết. Nếu như các bạn là cái thế hệ sau họ biết rồi. Các bạn còn không biết cái máy fax thì mình kể cho các bạn nghe về cái marketing bằng máy fax của mình nhé. Máy fax là gì các bạn? Nó cái nguyên lý hoạt động giống cái máy photocopy. Tức là khi mà chúng ta có một cái tờ quảng cáo, chúng ta soạn ra cái tờ quảng cáo ở trên cái tờ giấy A4, và sau đó chúng ta đưa vào trong cái máy fax và chúng ta bấm cái nút, và sau đó chúng ta gửi cho tới từng công ty. Chúng ta gửi cho từng công ty. Tức là khi mà cái bản fax mình được gửi cho ai thì người đó được nhận. Và mình cử cho một cái bạn nhân viên lễ tân của mình. Mình cử cho một cái bạn nhân viên lễ tân của mình là mỗi một ngày em phải có nhiệm vụ fax cho 100 khách hàng. Tức là cái tờ quảng cáo của mình. Và sau đó bạn nhân viên mình ngồi phải fax cho từng người, tức là gửi cái quảng cáo đó tới từng công ty. Và hầu như ngày nào cũng làm cái công việc đó. Thì mình có một cái lượng khách hàng rất là lớn. Tại vì cái khách hàng của mình là khách hàng doanh nghiệp, và doanh nghiệp thì dùng máy fax. Và ngày nào mình cũng làm đều như vậy. Thì mình có được một cái trải nghiệm rất là nhiều cái kênh marketing mà cũ trước đây mình đã dùng. Và cho tới năm 2009 thì mình bắt đầu học về marketing online. Cái thời điểm mà Facebook bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam một cách mạnh mẽ. Cái thời điểm mình học về marketing online có thể là cái thời kỳ đang bị cấm đoán. Và từ năm 2009 tới nay là bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu năm các bạn? 9 năm. 9 năm này mình cũng không ngừng nỗ lực để đi học.
hầu như tháng nào mình cũng có đi học và hầu như tuần nào mình cũng đi học. Những cái ngày mình lên công ty thì buổi tối mình cũng đi học. Đó thì để mà mình làm được thì chúng ta phải học. Nãy giờ mình nói là những cái tổng quát thôi, nhưng cái những cái chi tiết bên trong đó thì rất là sâu. Rất là sâu và chúng ta cần phải có một cái trải nghiệm đủ và chúng ta phải là người những người đã làm qua nó và chúng ta phải lỗ được mỗi ngày thì chúng ta mới có thể làm được như vậy. Vậy okay. Thì tóm lại là muốn giàu có và thành công thì chúng ta phải giàu có về gì ạ? Về tri thức và trí tuệ. Sẵn câu nói của thầy Duy có nói là chúng ta muốn có một cái gì đó ở bên ngoài thì ở bên trong chúng ta phải có nó. Ví dụ như mình có được công ty của mình ở hiện tại ở bên ngoài mình có một công ty ABC thì 5 năm trước đây mình đã có cái công ty đó ở bên trong tâm trí của mình, tức là mình đã đi học về marketing online, mình học về kinh doanh, mình học khởi nghiệp và mình đã học rất là nhiều cái tư duy chiến lược cách đây 5 năm trước. Và những cái hình ảnh công ty, những cái tư duy chiến lược đó nó có ở trong đầu mình 5 năm trước đây. Và cái ngày công ty hôm nay mà các bạn thấy đó chính là kết quả của 5 năm trước, 10 năm trước mình đã làm. Đó cho nên muốn có một cái kết quả bên ngoài thì chúng ta ngay hôm nay chúng ta cần phải đi học một cách rất là mạnh mẽ và chúng ta phải tìm cho mình rất là những nhiều người thầy. Một trong những cái mình hôm nay mình sẽ tiết lộ thêm một cái bí mật tại sao mình lại cập nhật được những cái kiến thức một cách nhanh vậy, tại vì kiến thức nó rất là nhiều các bạn. Kiến thức thật sự rất nhiều. Thì mình có thể chỉ cho các bạn một cái cách mà mình đã làm. Đó là mình dùng đòn bẩy về trí tuệ. Đòn bẩy trí tuệ có nghĩa là gì? Đòn bẩy trí tuệ vậy có nghĩa là chúng ta không thể nào giỏi hết được. Mà nhiệm vụ chúng ta là phải dùng những cái người giỏi khác, ví dụ như thầy Duy hay là tất cả những người thầy dạy về marketing thì mình đều tôn làm sư phụ hết. Tức là mình tôn làm sư phụ và mình tới đó mình xin để làm đệ tử và sau đó mình học, mình hỏi thầy có cái gì mới hay không. Tại vì các thầy này làm nghề đào tạo thì các thầy phải đi tìm những kiến thức mới nhất. Nhiệm vụ của mình là tới đó để lấy. Thì một lời khuyên đó là chúng ta hãy tìm đến thầy. Nếu như các bạn đang quan tâm tới khởi nghiệp của thầy Duy thì mình học lớp B của thầy Duy vào năm 2010 đúng rồi. 2010 thì mình bắt đầu học cái khóa B của thầy Duy và từ ngày đó thì mình liên tục. Thầy Duy có cái lớp nào thì mình đều phải tìm hiểu để đến đó đi học. Tức là cái đó gọi là tư duy dùng đòn bẩy về trí tuệ. Thầy Duy có cái gì mới thì mình sẽ phải thầy đó hỏi coi thầy có gì mới để mình update. Và cứ như thế mình học, bây giờ không còn cái gì để học. Và đang chờ coi thầy Duy có cái gì mới ra để mình học tiếp. Qua Tết học lớp Linh level 2. Đó. Đó okay. Thì đó là những cái chi tiết rất là sâu và chúng ta hãy hành động và chúng ta hãy làm thật nhiều để chúng ta có được cái bức tranh tổng thể. Các bạn thấy bạn Mùi chia sẻ tuyệt vời không ạ? Các bạn comment xuống bạn Mùi chia sẻ rất là tuyệt vời. Ok. Và bây giờ bây giờ thì các bạn có cái câu hỏi nào cho bạn Hiển? Bây giờ là đến bạn Hiển, các bạn có câu hỏi nào cho bạn Hiển? Thì các bạn comment vào và các bạn hỏi. Để tiếp tục bạn Mùi tạm thời nghỉ một chút xíu. Và bạn nào muốn sử dụng đòn bẩy về trí tuệ, đòn bẩy về tri thức. Mình phân biệt với các bạn, tri thức và trí tuệ nó hoàn toàn khác nhau. Biết cách sử dụng trí tuệ là họ người không có trình độ vẫn có thể có trí tuệ và sử dụng trí tuệ rất là tuyệt vời. Người có trí thức rất là nhiều nhưng mà chưa chắc trí tuệ đã là tốt. Nên là mình mong muốn gửi đến các bạn cái bài viết đó vào sáng mai. Các bạn sáng mai các bạn vào Facebook của mình, các bạn sẽ thấy mình sẽ chia sẻ bạn về cái bài viết này. Bạn Hương Cao lâu quá chưa gặp em. Lớp Linh em, lớp Linh level 1 vừa rồi chia sẻ rồi và nhiều lớp rồi, sắp tới qua Tết sẽ có Linh level 2 và Linh level 3. Ok. Và các bạn có cái câu hỏi nào cho bạn Hiển không ạ? Bạn Hiển là hiện tại bạn đang làm ba lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực về công nghệ, các phần mềm, các website, các trang web online. Lĩnh vực thứ hai là về dược phẩm và lĩnh vực thứ ba là mỹ phẩm. Các bạn có cái câu hỏi nào cho bạn Hiển, cho Mỹ, người đang ngồi trước mặt các bạn. Bạn nào có cái câu hỏi nào thì bạn Hiển sẽ giúp cho bạn trả lời cái câu hỏi đó. Trong thời gian chờ bạn Hiển trả lời câu hỏi thì mình gọi đến các bạn rằng là tụi mình đang
ở tại cái buổi này là tụi mình đang ở tại Long Hải Resort Lan Rừng ở tại Long Hải và gia đình của 7 bạn, có cả gia đình nữa, các bé giờ đang ngủ rồi. Các bà xã cũng gọi là các boss của tụi mình giờ cũng nghỉ rồi, boss của bạn Mùi, boss của bạn Long, boss của bạn Hiển, boss của mình cũng ngủ rồi. Nên bây giờ mình tụi mình mới rảnh rỗi, tụi mình ra đây tụi mình đàm tiếu với nhau nên mới gọi là hội bà tám, bởi vì giờ này là boss ngủ rồi nên là boss mới cho phép mới trốn boss ra đây. Chứ mà boss thức thì chắc chắn là boss không cho rồi. Vậy thì bây giờ các bạn có cái câu hỏi nào, bạn Hải Yến, bạn đây là không phải câu hỏi, anh Hiển chia sẻ về phần mềm tự động online nhé. Không, ở đây là đi hỏi câu hỏi một, bạn đang bị vướng cái gì, bạn muốn cái gì thì bạn hỏi, chứ không có nói về chia sẻ song song. Bạn đang bị vướng về gì trong công việc của các bạn và các bạn hỏi cái câu hỏi rất là cụ thể. Phần mềm về quản trị dòng tiền như quán trà sữa ạ. Không, các bạn vướng cái gì các bạn hỏi, chứ các bạn hỏi cái này không phải là câu hỏi. Ở đây mình gọi là câu hỏi mà. Các bạn vướng cái gì các bạn hỏi vô một cái, nó phải ra câu hỏi. Còn cái này gọi là cái chung chung, nó không có hỏi một cái gì hết. Cái chương trình này sẽ liên tục cho tới 12 giờ đêm. Nên cái bây giờ các bạn hỏi một cách rất là cụ thể. Phần mềm để quản lý nhân viên sale. Tóm lại cái này cũng không phải câu hỏi luôn. Bạn hãy cái này cũng phải phần mềm để quản lý nhân viên sale. Rồi tự nhiên dấu chấm hỏi vô thôi. Cái này không phải là câu hỏi. Tự nhiên bạn gắn cái dấu chấm hỏi vô. Cái này nó không phải là câu hỏi. Quản lý hệ thống bán hàng anh. Cái này cũng không phải là câu hỏi. Cái câu hỏi là nó phải ra câu hỏi. Sẵn cái việc này bạn Hải Yến cứ đặt câu hỏi thì mình sẽ làm tỏ câu hỏi bạn thêm để cho bạn hiểu và bạn tự trả lời. Có cái câu hỏi này rất hay nè. Yeah. Nên làm sale trước hay chạy quảng cáo AdWords khi vừa tạo website anh Hiển ạ? Ok, cái đây là một câu hỏi nè. Nên làm SEO trước. Nên làm SEO trước hay chạy quảng cáo AdWords khi vừa tạo ra website anh Hiển ạ? Hai cái này thì hiện tại bản thân mình thì làm SEO hoặc là chạy quảng cáo thì hiện tại muốn nhanh thì chúng ta phải làm quảng cáo trước để chúng ta lấy dòng tiền về, còn sale thì nó cần thời gian. Nhưng mà cuộc chiến sale thì các bạn có hiểu sâu hơn. Sale bản chất nó là mình dùng những cái thủ thuật để mình vượt qua được cái bộ máy của Google, thì tùy theo mình sell bằng cách nào. Cái này là lĩnh vực nó rất là chuyên sâu và nó xa. Thì nếu mà các bạn chưa hiểu thì mình chỉ có một cái trải nghiệm với mình duy nhất là các bạn đừng có cố gắng làm một cái điều gì để vượt qua Google hết. Và Google vẫn luôn là một cái hệ thống lớn và họ luôn hướng về người dùng. Thì các bạn phải làm gì biết cái nội dung mà cái người dùng họ đọc, họ cảm thấy cái điều đó là có giá trị cho họ. Cái đó chính là cái sale mà đang nghĩ. Còn những cái gì dùng thủ thuật cái đó qua chẳng qua là những cái chuyện nó rau ria, theo mình nghĩ thì mình không có làm cái việc đó. Còn các bạn hiểu sale thì mình trả lời câu hỏi đó như vậy. Để mình bổ sung thêm bằng hiểu một chút xíu là các bạn về hỏi về sale SEO thì SEO nó có hai cấp, một cái là người ta gọi là black sale và hai là white sale, tức là sale theo cái kiểu black hat, tức là cái kiểu là sale mũ đen đó các bạn. Dùng thường thường các bạn kỹ thuật họ hay làm. Và cái hai là sale một cách rất là bình thường, bằng cách là chúng ta tạo giá trị cho khách hàng, là bằng cách là chúng ta viết bài chia sẻ những cái giá trị. Thì phần lớn là bạn Hiển, kể cả bạn Mùi, kể cả bạn Long và kể cả mình, chúng ta luôn đi theo cái cấp thứ hai này, là chọn cái phương pháp là chia sẻ những giá trị cho khách hàng. Dĩ nhiên đã đến tính tới cái công cụ sale là chúng ta tính tới cái công cụ gì ạ? Lâu dài, nó không phải là 1-2 ngày. Còn khi chúng ta chạy quảng cáo AdWords Google thì rất là đơn giản, bỏ tiền vô là chúng ta chạy thôi. Cần tiền là chúng ta chạy, cần có tiền, cần muốn khách hàng là chúng ta chạy. Ok, rồi rất là tuyệt vời. Các bạn nào có cái câu hỏi khác nữa không? Một cái câu hỏi nó phải ra rất là cụ thể câu hỏi, chứ không phải là một cái câu khẳng định cái rồi cái tự nhiên các bạn thêm cái dấu chấm hỏi vô tự nhiên nó ra câu hỏi, nó không phải vậy. Điều đó có nghĩa là các bạn cần phải có kỹ năng đặt câu hỏi. Một trong những kỹ năng làm kinh doanh đó là kỹ năng đặt câu hỏi. Một trong kỹ năng làm sếp là kỹ năng đặt câu hỏi.
một trong những kỹ năng mà chúng ta muốn bán được hàng đó là kỹ năng đặt câu hỏi. Nên là phần lớn mọi người chúng ta biết rằng là chúng ta đang thiếu gì đó nhưng mà chúng ta lại không đặt được câu hỏi. Thì cái đó là một cái điểm mà chúng ta tắt. Thay vì chúng ta nói một cái gì đó thì chúng ta hãy đặt một câu hỏi về vấn đề gì đó. Bởi vì câu hỏi đó chính là sức mạnh. Em vừa mở quán cà phê được 3 tháng, quán có diện tích 200 m². Trên quán đó em bán cà phê rửa xe nhưng hiện tại doanh số hơi thấp. Em xin ý kiến của thầy và các anh chị. Tóm lại là bạn muốn hỏi ai? Chứ bạn bắt 1, 2, 3, 4, 5, 6 người này trả lời cho các bạn à. Bạn muốn hỏi ai thì bạn phải hỏi rất là cụ thể. Rồi hãy chọn người đi ạ. Bây giờ chọn lại ha. Ai xin phong trả lời câu hỏi này cho bạn nè. Anh Hiền nhân tiện trả lời. Bạn Hiển có thể trả lời cái câu hỏi. Theo mình đó, thì em vừa quán cà phê được 3 tháng, quán có diện tích 200 m², trên đó có bán cà phê rửa xe nhưng số hiện tại hơi thấp. Thì cái vấn đề ở đây á, thì cũng phải quay lại những 6 câu hỏi của anh Mùi. Thì bạn vừa bán cà phê và bạn cũng rửa xe, có số hơi thấp. Cái đây là mình phải đặt ngược là câu hỏi thì bao nhiêu người tiếp cận được cái hệ thống của bạn, bao nhiêu người biết được cái hệ thống của bạn rồi, bao nhiêu người biết được cái sản phẩm của bạn rồi. Chứ còn bạn mở ra thì bạn cứ vặn để đó rồi bạn cứ theo lên số thấp thì cái câu hỏi này nó cũng tương đối là mình chưa cụ thể lắm. Thì mình hỏi ngược lại là bao nhiêu người biết tới cái sản phẩm của bạn rồi, bao nhiêu người biết tới cái doanh nghiệp của bạn rồi. Thì bạn trả lời được câu hỏi đó. Và nếu mà chưa có, bạn chưa có cách nào để làm cho người ta biết tới cái dịch vụ và cái sản phẩm của bạn thì hãy tăng cường làm cái việc đó trước khi đặt cái câu hỏi này. Doanh số không tăng thì cái điểm thứ nhất mà các bạn cần lưu ý đó là đã có nhiều người biết tới cái quán của bạn chưa. Mà nếu mà bạn trả lời là nhiều người rồi thì tại sao doanh số bạn không tăng? Thì thường thường là nếu nhiều người rồi mà doanh số không tăng thì thường thường là sản phẩm nó tệ quá hoặc là cách phục vụ của bạn nó tệ quá, tức là nó có một cái gì đó nó dở quá. Còn nếu mà là bạn trả lời là chưa có nhiều người biết thì có thể là vị trí các bạn chọn có thể là sai, hoặc là bạn cái quán bạn mở rất là rộng nhưng mà nó ở một cái khu vực vắng tanh thì không có ai đến được, hoặc là cái bộ quán bạn nó nằm cái chỗ đông người nhưng mà bạn không biết marketing nên người ta cũng không tới, hoặc là cái giá của bạn bán nó cao quá, bạn nói sản phẩm bạn ngon ở nhưng mà cái giá bạn bán cao hơn chỗ người khác, hoặc là quán bạn rất là ngon, vị trí rất là ok nhưng mà nhân viên bạn phục vụ tệ quá thì người ta tới rồi người ta cũng đi hết. Có những bạn vui lắm, có một bạn kia mở cái quán mì Quảng, thì cái ngày đầu tiên là bạn khai trương cách đây 4 tháng rồi thì trung bình mỗi buổi sáng bạn bán mỗi buổi sáng thôi thì bạn khoảng được 200 tô. Nhưng mà bây giờ là tối tháng thứ 6 thì bây giờ bạn còn một ngày khoảng có 40 tô à. Mỗi buổi sáng có 40 tô, các bạn biết chuyện gì xảy ra mà người ta ăn riết rồi người ta bỏ quán của bạn hết mất. Nghĩa là nó đông không? Đóng. Nhưng mà doanh số giảm không? Doanh số vẫn giảm. Bởi vì sao? Sản phẩm dở quá. Bạn hiểu chưa? Nó là khi mà trả lời câu hỏi của bạn á thì chúng ta phải có số liệu từng yếu tố một thì chúng ta mới giải quyết được. Cần phải có cái số liệu rất là cụ thể. Còn bây giờ theo câu hỏi chung thì nói chung không vậy đó. Rồi, có một câu hỏi để hỏi bạn Hiển này. Để tăng doanh số online lên nhiều lần thì phải phát triển những kênh nào anh Hiển? Bạn Lê Văn Tà. Thì hiện tại những cái tên mà để tăng doanh số thì thứ nhất muốn tăng doanh số được thì chúng ta phải cụ thể hiện tại là khách hàng mục tiêu của các bạn là ai. Bạn đã xác định khách hàng mục tiêu mình cụ thể chưa? Và cái thông điệp của các bạn đã đưa tới đúng những khách hàng mục tiêu của các bạn chưa? Và đưa đủ chưa? Và đưa với một cái cường độ hợp lý chưa? Và phải xem xét lại. Còn cái kênh thì những cái kênh cơ bản thôi. Nhưng mà nói ví dụ như là hiện tại là vẫn là tốt nhất xu thế marketing hiện tại là vẫn là YouTube là một cái xu thế bạn đã làm được chưa? Thì tất cả cũng quay lại YouTube hay là website hoặc là Facebook hoặc là livestream chẳng hạn là cũng là một cái kênh marketing. Nhưng mà trước khi để những cái kênh này chẳng qua đó là cái phương tiện. Trước khi bạn xác định được cái mục tiêu của bạn hướng tới là ai, cái nội dung của các bạn đã chạm ngưỡng khách hàng chưa, cái nội dung của bạn, thông điệp của bạn đưa tới là chính xác chưa, các bạn ngồi xem xét lại cái điều đó và review lại một lần nữa để chúng ta xác định lại.
thì lúc đó chúng ta sẽ có đánh giá được lý do sao doanh số chúng ta chưa tăng. Còn muốn để biết doanh số bạn tăng hay không á thì phải ngồi với cụ thể với cái trường hợp của doanh nghiệp của bạn như thế nào, ABC, phải biết được những yếu tố thì mới có được cái một cái đánh giá cụ thể hơn. Còn cái đánh giá chung chung của mình thì nó đang ở là khía cạnh như vậy. Rồi bạn nào có cái cỏ nào hay nữa, bạn nào có bạn này xác định mục tiêu thông điệp số lượng tiếp cận. Ok rồi, các bạn nào có cỏ nào hay chạm inside khách hàng, các bạn nào có cái câu hỏi nào hay. Ok chưa, bây giờ hết câu hỏi rồi, không có ai hỏi thì điều đó đồng nghĩa là có thể là các bạn đã hiểu hết rồi nên không ai cần phải hỏi cái gì, hoặc là các bạn không hiểu gì để các bạn hỏi nó gì rớt vào hai trường hợp đó thôi. Thì không biết là các bạn rớt vào trường hợp nào trong lúc chờ câu hỏi mình nâng đúng rồi, trong lúc chờ câu hỏi thì chúng ta nâng ly chúc mừng. Chào bạn Chính bánh cuốn Tây Sơn, bạn đang online à, mới vừa online à, ngày nay chắc mới đi bán bánh cuốn về hả? Nên giờ này mới online phải không Chính ơi? Có một bạn hỏi cái gì đây nè, em có nên tự làm SEO hay nhờ đơn vị dịch vụ làm SEO? Nhiều đơn vị cam kết sau 3 tháng sẽ lên top, vậy em có nên sử dụng dịch vụ đó không ạ? Rồi trả lời cái câu hỏi đó đi, bạn Hiến trả lời đi ạ. Nếu mà hỏi câu nói này á, thì cái xưa á, thì chúng ta gọi là hay dùng cái agency ở ngoài để tại vì bản thân họ chuyên nghiệp, nhưng mà cái xu thế khách hàng năm nay và những năm sắp tới thì những cái gì mà cụ thể của khách hàng á, là phải có người hiểu sản phẩm thì họ marketing được. Còn các agency ngoài thuê bên ngoài thì đa số họ không hiểu về cái sản phẩm của bạn, họ làm thì nhìn nó bài bản lắm nhưng mà khó chạm ngưỡng, tại bây giờ khách hàng họ thích cái gì cụ thể, những cái cách hành văn của bạn thì viết theo cái cách của người ta đọc chứ không phải viết theo cách bạn nghĩ sản phẩm cái gì. Thì có thể xu thế này là mà theo mình á, thì hiện tại mình không thuê, thì bạn thấy cái điều đó mà cái theo quan điểm mình không thuê, tại vì cái người đó họ không hiểu về sản phẩm của mình thuê họ nữa thì họ cũng làm theo một cái sườn, thì cuối cùng nó khó chạm ngưỡng khách hàng, đó là theo cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện làm sale thuê bên ngoài cam kết hay không, cái đó chỉ là một khía cạnh thôi. Thì bạn thấy mà cái nguồn lực lúc này bạn đủ thì làm cái việc này, nó chỉ là mình nói rồi, sale lên top là còn làm gì nữa, cái nội dung của các bạn như thế nào nữa rồi để sale lên, cái đó là cái câu trả lời của mình đối với trường hợp này. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chương trình livestream cũng đã dài rồi và cái máy mình nó báo tín hiệu là hết pin rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái livestream rất là tuyệt vời này. Các bạn Mùi, bạn Hiện Trợ Mỹ, Long Âm Bình, bạn Bình cũng đã giúp chúng ta, tương tác chúng ta trong thời gian qua rất là tuyệt vời. Hồi nãy có một số bạn hỏi cái lớp học của mình, thì mình nói là các bạn nào quan tâm tới lớp học của mình thì các bạn cứ inbox vào số điện thoại của mình, các bạn có thể hỏi những câu hỏi của mình. Chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Bởi vì bây giờ mình không thể livestream được nữa, nếu mà mình tiếp tục livestream thì điện thoại nó sẽ bị cắt và nó sẽ top đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cái đoạn livestream này mình vẫn để đây và mình sẽ đưa lên YouTube nữa, nên các bạn muốn xem thì các bạn cứ lên trên YouTube, các bạn search B-Training thì các bạn sẽ thấy đoạn YouTube này và các bạn sẽ xem thêm. Tụi mình cũng sẽ còn livestream tiếp theo vào những cái chủ đề tiếp theo nữa, các bạn hãy theo dõi. Trước tiên bạn nào sáng mai các bạn vào Facebook của mình, các bạn sẽ đọc cái bài mình sẽ chia sẻ bạn tri thức nó khác với trí tuệ như thế nào và làm sao để chúng ta sử dụng được cái đòn bẩy trí tuệ. Và rất là vui làm quen của bạn, những bạn lần đầu tiên tham dự, và rất là vui các bạn đã theo dõi livestream này cho đến ngày giây phút này. Và bây giờ thì tụi mình bye bye các bạn, chào các bạn nhé.